Vâng, tín hiệu chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nhanh bác một số mặt hàng mà em đang phân phối nhá. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá cho bác luôn. Đó thì các bác nào có nhu cầu về những cái mặt hàng bên em thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại nhá. Các bác đang nhìn thấy ở trên màn hình, gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu giúp em khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó thì em sẽ đi về những cái sản phẩm đầu tiên trong video ngày hôm nay. Xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Đó xem sản phẩm và video mới của em các bác nhá. Rồi cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là cái dòng sản phẩm đèn dầu đồng nhá. Lên mã em sẽ là cái đèn dầu đồng chạy pin nhá. Về các bác có thể dùng cái đèn này làm đèn thờ, đèn ngủ hoặc là dùng làm đèn trang trí decor rất là hay. Đó một con đèn dầu đồng. Đó, chất liệu thì toàn bộ là bằng nhựa nhá. Đấy cái này ở đây cũng bằng nhựa này. Đó bên dưới bằng nhựa. Và cái sản phẩm này đã có sẵn pin rồi các nhá. Về các bác chỉ việc là bật lên là các bác xài thôi. Đấy bật lên các bác xài, đây nó có pin sẵn rồi. Đèn của nó sẽ là đèn màu vàng nhá. Đấy nó sẽ hơi nhấp nháy một chút, nhìn như kiểu là một ngọn đèn dầu đang cháy thật luôn. Đó, thiết kế phần dưới này thì nó làm dạng mạ đồng, phần trên thì là một cái nhựa nhưng mà nó là dạng nhựa kính trong suốt nhá. Đấy thì có pin sẵn rồi nhá. Cái này thì nó sử dụng cái pin sẽ là cái pin cục áo. Đấy cái pin thì rất là dễ kiếm. Các bác mua hiệu sách các thứ bán rất nhiều. Một cái đèn này chạy là 3 viên pin cục áo này. Đó thì về các bác chỉ việc xài thôi, nó có sẵn pin rồi nhá. Về lúc nào dùng rồi các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi. Đấy, rất là an toàn này. Không cần phải dây dặn lằng nhằng. Đấy tránh tình trạng ví dụ các bác hay dùng những cái đèn dầu thật các thứ là, hoặc điện đóm lằng nhằng đôi khi gây ra cháy nổ, chập cháy rất nguy hiểm. Đấy các bác chuyển sang dùng con đèn dầu này rất ok. Đó, ánh sáng vừa đủ nhá. Các bác có thể dùng làm đèn ngủ này, đèn thờ này, đèn trang trí này, đèn decor rất ok luôn. Đó rất đẹp nhá. Đó có công tắc bật tắt rất tiện luôn. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đèn dầu đồng nhá, đèn dầu đồng chạy pin. Đó đèn dầu đồng chạy pin, đèn dầu đồng. Đó, đèn dầu đồng này thì giá của nó thì bữa trước đang bán bác là 70k, nay em xả kho cái lô luôn, giá chỉ còn có 40.000 một cái thôi. 40k một cái đèn dầu đồng chạy pin nha, 40k một cái nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là đèn dầu đồng chạy pin. Đó 40k một cái đèn dầu đồng nha. Đấy, 40k một cái nhá, giá rất là hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất là hay. Đó đây bật cái là sáng này, tắt đi. Đó ánh sáng màu đỏ đỏ vàng vàng nhá, rất ok luôn. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm về máy xay Osaka, máy xay thịt cá, máy xay rau củ quả sử dụng gia đình, con này thì rất ok rồi. Hàng đi của thương hiệu Osaka nhá, Osaka đó một trong thương hiệu rất nổi tiếng chuyên về đồ gia dụng. Sản phẩm này thì có công suất là 350W nhá và sử dụng giúp em là điện 220. Đó về các bác dùng để xay thịt, xay cá, xay rau củ quả rất ok luôn. Sản phẩm thì sẽ gồm có là đi một phần thân máy này. Đấy, một thân máy nhá. Đấy, Osaka Japan, đó Osaka Japan. Đây là phần dây nguồn, cắm trực tiếp điện 220. Đây là cái công tắc bấm này. Đấy các bác cắm nguồn, bấm vào đây cho em là máy nó chạy này. Và bên trong này của nó thì sẽ gồm có là đi phần cối xay nhá, cối xay. Cối xay này, đây cối xay này. Đó, cối xay có phần trục này. Đó, phần lưỡi nhá. Lưỡi này của nó thì hàng này thì sẽ là hàng 4 lưỡi. Hàng 4 lưỡi thì các bác khi mà các bác xay thì xay rất là nhanh và cực kỳ nhuyễn luôn. Xay nhanh, xay nhuyễn và rất là đều. Đấy, các bác xay cho em tất cả các loại chất liệu luôn. Từ thịt cá, rau củ quả, tất cả các loại các thứ luôn nhá. Đó. Xay sinh tố, xay sử dụng nhà bếp, xay rau củ quả quá ok luôn. Đấy, thì về các bác chỉ việc là cho đồ ăn đúng không đây. Đấy, sau đó các bác đậy cái nắp này vào. Lắp cho em vào máy lên. Đấy, khớp nó vào. Đó, các bác bấm nút cái thế là máy chạy có thế thôi, rất đơn giản nhá. Giờ em sẽ test cho bác thực tế xay này. Đây nha, giờ em sẽ dùng đá viên nhá. Đá viên là một những cái chất liệu rất cứng này. Đấy em sẽ xay test thực tế bác coi nhá. Đấy đá viên luôn này, đá viên vừa lấy tủ lạnh ra luôn này. Đó. Bỏ luôn trực tiếp vào trong cái cối này luôn nhá, bỏ luôn vào trong cái cối xay này. Con này nói chung là xay tuyệt vời rồi. Thực ra thì em nhiều bác chưa xem những cái đoạn này trước em xay nhiều mà. Đấy xay nhiều các bác rất là thích luôn, mà cái này em bán cực kỳ nhiều luôn đấy. Đấy, cho hết cảm khay luôn nhá. Đó, bác nào mà xem đoạn này lâu quá thì mình có thể tua qua. Đó thì em báo giá luôn nhá, cái sản phẩm này hiện tại bên em đang phân phối với giá là 110.000 một cái chiếc cối xay Osaka nhá. Đấy 110.000 một cái thôi, giá nó rất là bình dân. Đấy, cho rất nhiều đá bên trong này. Đấy, cho rất nhiều đá bên trong nhá, đây, cho đầy đá bên trong rồi này. Đó. Bây giờ em sẽ tiến hành xay nhá. Các bác đậy trong cái nắp này vào. Đó đậy cái nắp này vào nhá. Đó, rồi sau đó các bác khớp nó vào đây. Đấy, khớp nó vào. Và các bác để lên đây, cấp nguồn cho nó vào là xong. Đó, cấp nguồn vào này. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá. Đấy, cắm trực tiếp nguồn 220. Đây, giờ em sẽ bấm cho bác con này. Đấy, thì ở đây, các bác bấm ở đây là máy chạy nhá.
đây bấm đây. Cái sản phẩm máy xay này thì các bác bấm thì nên nhấp nhả nhé, các bác đừng giữ lì là nó sẽ rất là tốn thọ đấy, nó nhanh hỏng máy nhá. Đấy, các bác nên nhấp nhả nhé. Nhấp nhả thì cái tuổi thọ máy thì nó sẽ được tăng hơn. Đấy, đây các bác xay này. Đấy, rất là đơn giản thôi, chỉ việc ấn vào đây thôi là máy nó quay. Đó, xay xong đấy các bạn. Nói có vài câu chắc là chưa đến 3 giây luôn, chưa đến 5 giây luôn. Máy xong ngon lành rồi. Đấy, xay ngon lành đây. Mở cho bác xem thành quả nhá. Đó, mở bác xem thành quả. Ui trời. Quá tuyệt vời luôn này, có nhìn này, đá này. Nhuyễn như băng luôn nhá. Đây, đúng như tuyết luôn này, có nhìn này. Đá viên đây nhá. Vừa nãy cục viên rất to nhá, đây này có nhìn này. Đấy, ví dụ như các bác có làm tí sinh tố, đấy, mình xay tí đá, mình ăn tí sữa chua đánh đá cũng quá ok luôn, cho luôn đây các bác xay, quá tuyệt vời luôn này. Đây. Đấy, ngon lành cái nào luôn nhá. Đó, thực tế về sản phẩm test ngon lành bác luôn. Đó, các bác thấy thực tế sản phẩm nhá. Rồi. Đấy là thực tế về cái sản phẩm máy xay Osaka em đang phân phối các bác nhá. Đó thì giá thì em báo giá lại lần nữa này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái máy xay Osaka nhá. Sản phẩm này thì sử dụng điện 220, công suất sẽ là 350W nhá. Và em báo giá luôn 110k một cái con máy xay Osaka nha. Lên mã em sẽ là cái máy xay Osaka. Đấy, Osaka. Sản phẩm này các bác có thể là xay đa năng các tất cả các loại thực phẩm luôn. Đấy, từ thịt, cá, rau, củ, quả, xay sinh tố, xay thịt, xay mỡ được hết luôn nhá. Đấy, vì nó là dòng bốn lưỡi, nó chém rất là khỏe luôn. Đó, vừa xay test thực tế đá viên này bác rồi, rất cứng nhá, nhưng mà nó chém nhuyễn luôn nhá. 110k một cái con sản phẩm nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn cái mã hàng gối massage này. Đấy, gối massage 16 bi nhá. Đấy, con này thì bên em bán cực kỳ chạy luôn. Và đợt này em về cái lô này giá cũng rất là tốt để vụ bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là chiếc gối massage. Đó, chiếc gối massage 16 bi nhá. Con này là dòng cao cấp 16 bi đấy. Giá của nó thì bữa trước đang bán là 350.000. Em về bác mức giá rất dễ mua luôn, 260.000 một chiếc và sẽ bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, 260.000 nha, các bác không nghe nhầm đâu. 260.000 một chiếc gối massage nha. Hàng mới căng nguyên hộp luôn. Các bác mua về làm quà này, một cái món quà cho người già, người thân. Đấy, bố mẹ, anh chị em, ông bà, bố mẹ rất ý nghĩa. Rồi các bác mua về sử dụng trải nghiệm này. Đấy, sau những ngày làm việc mệt mỏi, các bác mua về. Mình bật máy lên và bắt đầu thưởng thức cảm nhận thôi. Máy thì chạy cực kỳ khỏe, rất êm và massage cổ vai gáy này. Đấy. Massage cả người cả chân tay được luôn, rất ok nhá, cực kỳ đa năng nhá. Bộ sản phẩm sẽ gồm có là một thân máy này, đi kèm với cho bác là một cục nguồn nhá. Đấy, một cục nguồn. Con này nó sử dụng cái nguồn 220 và qua cục adapter này nó sẽ chuyển xuống nguồn là nguồn 12V nhá. Thì đây. Đấy, đây là chân của nó, chân nguồn nó này. Đó. Và đây là phần máy này, đó, toàn bộ là có phần bọc da nhá. Ở đây là phần lưới này. Đấy, và bi là hai bi hai bên. Phần dây kết nối nguồn này, bên này thì là những cái phần thao tác nút bấm nhá. Đấy, ví dụ như là bật tắt này, rồi là đảo chiều, tăng tốc, giảm tốc này. Đấy, rồi là kiểu đảo sóng, tiết kiệm điện, rồi các chế độ massage khác nhau ở trên cái bảng điều khiển nhá. Thì các bác bấm nút bấm rất là dễ dàng nhá. Đặc biệt dùng cho người già rất là dễ dùng sử dụng luôn. Đó. Chỉ có 260.000 thôi nhá. Một chiếc gối mới keng nguyên hộp như này luôn. Đấy, 260k. Đây đang về cái lô này giá rất tốt luôn. Đây thì em sẽ cắm vào test bác coi này. Đấy. Đây. Cấp trực tiếp nguồn 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp nguồn 220. Sau đó là các bác cắm vào đây. Cắm vào cái dây bên hông này. Đó. Đấy các bác để đầu giường, lúc nào mà cần thiết cái bấm cái lên luôn nhá. Đấy, nó có cả chế độ đèn hồng ngoại này, đấy có cả chế độ đèn hồng ngoại để sưởi ấm nhá, sưởi ấm này. Đấy, có nhìn này, tay em này nó đảo này, đó tay em nó đảo đây này, đấy, tay đảo này, đấy, máy chạy khỏe êm lắm, đó các bác massage cổ vai gáy phê lắm, thích lắm. Đấy, sau những ngày làm việc mệt mỏi rồi, đau lưng đau cổ các thứ rồi các bác gối lên cho em, đấy gối khoảng tầm 30 phút thôi là sướng tê người luôn, đấy, nói chung là thích lắm, dùng thích lắm, ok lắm, đó máy chạy cực kỳ khỏe nhá, đấy các bác nhìn bi đang quay này, đó. 260k nhá, lên mã cho em sẽ là chiếc gối massage 260k bao ship, cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác xài. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Thật là cảm giác. Đó, thấy không? Đây là
là chiếc gối massage cổ vai gáy. Gối này thì có 3 chế độ massage sẽ mô phỏng cho 8 động tác massage chuyên nghiệp. Ở cái gối này còn có chế độ hồng ngoại giúp chườm nóng và lưu thông khí huyết tuần hoàn máu. Gối được thiết kế đường cong công thái học tạo cảm giác mềm mại và ôm trọn cột sống cổ. Đó, cảm giác nằm lên chiếc gối massage này sau một ngày dài làm việc mệt mỏi nó rất là sướng luôn. Và ngoài cái chức năng chính là massage cổ vai gáy ra thì em này còn linh hoạt massage được ở mọi vị trí như là ở phần lưng nhá, cho các anh chị em hay làm dân văn phòng hay ngồi nhiều thì massage lưng sẽ rất thoải mái và đỡ mỏi hơn. Massage bắp chân giúp giảm căng cơ sau một buổi vận động hoạt động thể thao nhiều. Ngoài ra còn massage được cả tay, cả lòng bàn chân và bụng vân vân. Một ngày dành ra 30 phút để massage cho toàn thân sẽ giúp cho thư giãn, giảm căng thẳng mệt mỏi, thoải mái, giảm căng cơ, thúc đẩy tuần hoàn máu, từ đó sẽ giúp cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh và ngủ ngon hơn. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, sản phẩm phù hợp cho tất cả các loại lứa tuổi nhá. Lứa tuổi từ trẻ đến già, các anh chị dân văn phòng, những người nào chơi thể thao, bố mẹ, ông bà và những người lớn tuổi nữa, quý dùng được, bạn cũng dùng được, mua ở đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đó, đây, vẫn đang chạy đây. Đó, các bác về các bác có thể để tay lên đây này, để bắp chân lên đây, để phần lưng lên đây, rồi là để phần cổ vai gáy được tất luôn nhá. Đấy, nói chung là một chiếc máy massage đa năng mà giá đợt này thì đang sale giảm giá cực tốt bác luôn, 260k một chiếc gối massage nhá. Đấy, 16 bi bao ship cho bác đến tận nhà luôn nhá, đầy đủ phụ kiện, đến nơi các bác cứ cắm test thử cho em, ok các bác nhận hàng thanh toán nhá. Rồi đấy, em qua những mã hàng tiếp theo. Rồi, cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái con máy hơi nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là máy hơi mini, đấy, hàng của Đài Loan. Bác nào mà đang sửa xe này, đấy, rồi là các bác muốn kiếm một cái con máy hơi, các bác dùng gia đình, mình dùng để bơm xe ô tô, đấy, xe máy, xe đạp, đó, rồi là tất cả các loại bánh xe thì các bác mua cho con này. Con này cái hay của sản phẩm này là nó dùng điện nên là nó chạy cực kỳ khỏe luôn, đấy, chạy rất khỏe nhá. Hàng của Đài Loan, mới keng nguyên hộp luôn nhá. Đấy, hàng của Đài Loan, nói chung là sản phẩm này dùng điện, dùng chất đó. Đó, máy chạy êm và khỏe nhá. Đây, quay qua bác một chút về phần thông số công suất này. Đây là phần dây bơm nhá. Đấy, phần dây bơm rất là dài nhá, có bọc dù bên ngoài chống gập chống gãy này. Đó, đây là phần dây nguồn cắm trực tiếp vào nguồn 220. Đây là phần thông số này. Đấy, hàng made in Taiwan. Đó, AC220 này. Đấy, thực tế của nó là 35 lít trên một phút này, cực kỳ khỏe luôn nhá. 35 lít trên phút rất khỏe luôn, có phần đồng hồ đo áp suất nhá. Đây là phần tay xách này, các bác xách vào đây. Đây là phần bộ motor và phần đầu hơi này. Đấy, con này thì nó 100% motor của nó là bằng đồng nhá, 100% là motor là bằng đồng. Đây, 100% là motor bằng đồng nhá, nên là các bác yên tâm. Đấy, bơm các loại xe, xe đạp, xe máy, ô tô cho em, bơm tất cả các loại xe luôn và bơm rất khỏe, bơm rất nhanh nhá. Giờ mình sẽ cắm test bác coi này. Đấy, thì ở nút bên hông thì sẽ gồm có là một cái phần, đây là cái phần cầu chì này. Đấy, và đây là cái nút bật tắt của nó, có thế thôi, rất dễ dùng nhá. Dùng nó các bật lên, không dùng thì mình tắt đi, thế xong. Đó, đây là phần dây bơm khá là dài luôn. Đó, cắm trực tiếp vào nguồn 220 này. Đây, em sẽ cấp nguồn này. Đó, sau đó bật cho bác coi này. Đó, máy chạy nhá, cái lượng hơi nó ra rất là khỏe nhá. Đây, em đè hơi này, các bác nhìn đồng hồ này, em đè hơi này, các bác nhìn đồng hồ này. Đó, có thấy không, đồng hồ nó lên, nó đẩy lên luôn nhá. Đây, giờ sẽ test bằng cái cách này để các bác biết là cái lượng hơi của nó ra như nào này. Đây, có một cái túi bóng như kiểu em đang bơm hơi và một cái xăm xe này này. Đây, em sẽ buộc đây nhá. Đấy, bật máy này. Đó, thấy không, hơi lên rất nhanh nhá, và cái túi bóng này rất là to luôn này. Đó, tăng đét rồi này. Đó, thấy không, túi bóng rất là to nhá, nhưng mà bơm hơi vào là căng đét luôn này. Đó, bơm hơi vào căng đét luôn, rất là hay nhá. Đấy, về các bác sử dụng, mình dùng để bơm xe. Con này dung tích của nó, cái công suất nó lên đến 35 lít trên phút này, có yên tâm là cái lượng hơi nó ra rất khỏe, bơm rất nhanh luôn. Đấy, bơm xe đạp, xe máy, ô tô các bác sử dụng gia đình, rồi là ví dụ như là các bác quán xá nhỏ, mình cần cái con máy hơi dạng mini dạng nhỏ nhỏ thôi, thì các bác mua cho con này. Đấy, nó là cái con máy hơi mini, nó mô phỏng là của cái con dạng lớn lớn ấy. Chắc là nhiều bác nhìn thấy cái biết đấy, con máy hơi dạng to rồi, thì đây nó là dạng mô phỏng dạng nhỏ nhá, dạng nhỏ, dạng máy hơi mini dạng nhỏ. Đó, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái máy hơi mini nhá, máy hơi mini. Đấy, hàng của Đài Loan, mới keng nguyên hộp luôn. Đó, thì số lượng con này thì em có ít thôi nhá, không có nhiều đâu, thì em báo giá luôn này. 480.000 nhá, 480.000 lên mã giúp em sẽ là cái con máy hơi mini. Đấy, máy hơi mini 480k nhá, 480k, và em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. Sản phẩm này bao ship cho bác tận nhà luôn. Đó, 480k, con máy hơi mini về các bác xài gia đình. Đấy, rồi anh em thợ thuyền
các bác dùng để bơm hơi xe đạp, xe máy, ô tô rất là phù hợp luôn. Đấy, lượng hơi vào rất là nhanh, rất là khỏe nhá. Đó, cắm trực tiếp vào nguồn 220 các bác xài, nhỏ gọn tiện lợi, dễ sử dụng, mang đi mang lại rất ok. 480k một chiếc máy hơi mini các nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái cuộn keo dán tôn, dán chống thấm chống rột này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đấy, và bắt đầu đang vào đợt này, đang vào cái đợt mùa mưa rồi mà. Đấy, bắt đầu đang vào một đợt mùa mưa rồi. Đấy, ví dụ như là mái tôn này, mái bà rô, thứ nhà mình đang hiện tại đang bị lủng này, bị rột này, thì các bác mua cho mấy cuộn này về các bác dán cho em. Đấy, dán cho em. Đấy, các bác chỉ việc bóc ra cho các bác dán thôi nhá. Rất là dễ dàng dụng luôn, mà nó dán chống thấm rất là tốt luôn. Ở đây, về bóc cho em cái lớp này, nó có cái băng keo dính này. Các bác bóc ra. Đấy. Bóc ra sau đó các bác dính trực tiếp. Đây nó có một cái lớp keo này. Dính kỹ quá. Đó, về các bác bóc ra xong rồi các bác ôm trực tiếp cái chỗ này vào cái chỗ lủng nhá. Và đây nó có một cái lấm tấm cái lớp dạng keo, cái tờ giấy nó bảo vệ lớp keo này. Đấy, các bác bóc trong cái tờ giấy ra nhá thì nó mới dính được nhá. Đây này, bóc cái tờ giấy này ra. Ở đây nó dạng keo này. Đấy. Cái keo rất là hay là khi mà có ánh nắng hoặc nhiệt độ tác động lên thì cái keo nó càng chảy ra và nó càng dính. Đấy, nên đặc biệt là các bác dán ở những vị trí ví dụ mái tôn, mái bờ đô rất là phù hợp luôn. Cái bản này nhà em đang bán thì cái bản nó là bản to nhá. Bản này là bản 10 cm. Đấy, ví dụ như đến cái chỗ nào nhỏ thì mình có thể cắt đôi ra. Đấy, cắt đôi ra thì các bác dùng nó tiết kiệm hơn. Đó. Cuộn này thì sẽ dài là 5 mét nhá. Dài 5 mét này. Dài 5 mét và cái khổ của nó sẽ là khổ 10 cm nhá. Khổ to này là khổ 10 cm và dài là 5 mét này. Dài 5 mét và em báo giá luôn, bên em đang bán chỉ có 40.000 một cuộn này thôi. 40.000. Lên mã thì em sẽ là cái cuộn keo dán tôn nhá, keo dán tôn. Keo dán tôn này, dán chống thấm chống rột này, dán chống thấm chống rột nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 một cuộn nha, khổ của nó sẽ là khổ 10 cm, nếu mà các bác muốn khổ nhỏ hơn thì các bác mua về các bác cắt ra thôi. Đấy, cắt ra là dùng dán được thoải mái nhá. Đấy, cắt ra dán được thoải mái luôn. À, thực tế video test thực tế đây các bác cùng coi sản phẩm này. Đấy, nói chung là hiệu quả lắm mà dùng ok. Đây, đây. Mình thấy trên mạng là rất hot cái băng dính chống thấm nước này nhá, mình mua về kiểm tra thử luôn nhá. Băng dính này thì dán được trên mọi bề mặt các bạn nhá, kể cả dán trên bề mặt đang ướt nhá. Khi dán vào thì bóc ra rất khó. Loại này chống cả nước, chống cả nóng. Bây giờ mình hy sinh chọc thủng cái chậu để kiểm tra nhá. Lưu ý là khi bóc ra thì nó còn có một lớp ni lông mỏng để bảo vệ chất keo các bạn nhá. Mình phải bóc ra thì mới dán được, các bạn nhìn kỹ nhá. Bơm đầy nước và mình thử dán nhá. Nước đã chảy qua cái lỗ mình đục sẵn, mình không cần lau khô chậu và mình dán luôn nhá. Một phát ăn ngay luôn các bạn nhá. Mình kiểm tra thì không hề bị giò một giọt nước nào luôn. Sản phẩm này mình đánh giá đúng như quảng cáo nhá, 9,5 điểm các bạn nhá. Đấy, thực tế về mình sản phẩm nhá, đúng như là thực tế luôn. Đấy, đánh giá điểm lên đến 9.5 nhá. Dán thực tế thì các bác chỉ việc là về bóc cho em cái miếng dán bảo vệ này, các bác ốp trực tiếp vào cái chỗ nào nó bị thấm rột cái thứ ra, mái tôn, mái bờ rô, rồi những cái chỗ nào mà tường nứt, vách nứt cái thứ ra. Đấy, những cái chỗ mà nó giao nhau nó bị nứt, nó bị thấm ra thì các bác dán trực tiếp vào là xài thôi nhá. Đó, một cuộn này chỉ có 40.000 thôi. Dài 5 mét nhá, rộng 10 phân, dán khá là nhiều luôn đấy. Đó. 40.000 một cuộn keo dán tôn, dán chống thấm chống rột nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái bộ bình 3 cốc này để về các bác xài. Đấy, các bác hay đi du lịch, đi chơi, đi picnic, đi câu cá rồi các bác sử dụng gia đình. Hoặc là anh em các bác mang đi làm cũng rất ok luôn. Một cái bộ bình này thì sẽ gồm có là một chiếc bình chính này, đi kèm cho bác là 3 cốc. Cái bình này thì dung tích của nó sẽ là đi 500ml, đấy nửa lít nước nhá, giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng nhá. Giá thì em báo giá luôn chỉ có 70.000 một bộ thôi. Thì sẽ bao gồm đây các bác này, là một chiếc bình này, đi kèm bác là 3 cái cốc luôn. Đấy, là mình có cốc uống nước sẵn luôn nhá, không cần phải mua thêm cái gì cả đây. Full combo một bộ nhà. Đó, một bộ nhà nhá, là gồm một bình này, 3 cái cốc này. Đấy, cốc là bằng inox luôn nhá, bên ngoài có phần bọc nhựa chống nóng, rất ok luôn. Đây phần bên trong này. Đấy, đây Su 304 đó, dấu Su 304 này. Đó, bình giữ nhiệt 12 tiếng nhá, nắp đậy ok luôn. Và cái con này nắp đậy nó thiết kế dạng nắp đậy mà mở nhanh nhá, các bác ấn vào đây. Đấy là các bác rót nước ra bình thường. Đấy, còn lúc nào các bác muốn khóa hoặc ấn cho em phát nữa là tụt vào là nó sẽ khóa kín luôn. Đấy, rất ok, là nước không thể ra nữa nhá, các bác xoáy chặt vào nước ra luôn. Đó, thiết kế cực kỳ chắc chắn và đẹp nhá. Một bộ này các bác đi chơi này, đi du lịch này, đi picnic, đi câu cá này, đi làm này. Đấy, mình có cả bình cả cốc. Đấy, anh em bạn bè phải đi làm đông với nhau. Đấy, hoặc đi chơi đông với nhau. Đấy, mình có cái bộ này là ngồi uống trà, uống cà phê nhâm nhi rất ok luôn. Đó, uống rượu được luôn. Bộ bình 3 cốc nhá, bộ bình 3 cốc báo giá bác luôn. Bộ này thì hiện tại em đang gửi bác giá rất là hạt rẻ, chỉ có là đi 70.000 bộ thôi. Lên mạng em xem cái bộ bình 3 cốc nhá. Bộ bình 3 cốc này. Đó, giá của nó sẽ là 70k một cái bộ bình 3 cốc nhá. 70k một bộ là bao gồm là một bình và 3 cái cốc nhá. Bình dung tích của nó sẽ là 500ml.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con đèn 4 cánh này, lên mã em sẽ cái đèn 4 cánh nha, em báo giá bác luôn. Bên em đang gửi bác một cái mã đèn 4 cánh này với giá sẽ là 90.000 một quả nhá. Con này nó sử dụng dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện luôn. Các bác sử dụng gia đình các thứ nhà mình rất ok. Lên mã em sẽ cái đèn 4 cánh nhá, đèn 4 cánh 90.000 một cái quả bóng đèn 4 cánh nhá. Đấy 90.000 một quả. Sản phẩm này thì sẽ có công suất là 100W nhá và sử dụng cho em là điện 220. Cái đuôi của nó là đuôi phổ thông, đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá, đuôi xoáy này. Đấy, đây. Công suất là đi 100W này. Nhiệt độ màu sẽ là 6500K, tức là ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá. Và điện là điện 220. Đó, về các bác cứ xoáy trực tiếp với cái đuôi nhà mình thì các bác xài thôi. Đấy, những cái không gian mà dạng sân vườn, không gian rộng thì các bác mua cho em quả này. Đấy, 100W, rất là sáng nhá, cực kỳ sáng luôn và nó là dòng chip LED siêu sáng, tiết kiệm điện nhá. Đấy, rất tiết kiệm điện. Và cái thiết kế rất hay, nó nhiều là một cái dạng cái quạt trần nhá. Các bác vừa có thể làm đèn trang trí vừa có thể làm đèn chiếu sáng luôn, rất ok. Đó, cái này con này thì những cái đợt năm ngoái thì em đang bán khoảng tầm 200 ấy, hơn 200 quả. Đợt này nó về những cái lô này giá nó rất là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt mà sản phẩm dùng rất ok luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đèn 4 cánh nhá, đèn 4 cánh. Em đang gửi bác một cái quả bóng đèn 4 cánh với giá sẽ là đi 90.000 một quả nhá. Đấy, công suất 100W nhá và sử dụng là điện 220. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bếp ga du lịch này. Lên mã cho em sẽ là cái bếp ga du lịch nhá. Đó, bếp ga du lịch dùng rất ok luôn. Đây, sản phẩm bếp ga du lịch. Về các bác hay đi chơi, đi du lịch, đi cắm trại, đi picnic hoặc các bác nào hay ở một mình. Đấy, mình đôi khi mua bếp ga thứ là nó rắc rối lằng nhằng thì các bác mua cho em cái con này về. Đấy, nó sẽ có bốn cái chân kiềng nhà nhá. Có phần đánh lửa tự động này. Đấy, các bác không cần phải mồi. Về các bác chỉ việc ấn cái này là tự động là nó sẽ ra lửa thôi. Đấy, nó có phần đánh lửa tự động này. Và cái đây là cái phần vòng xoay để các bác điều chỉnh cái phần ga to nhỏ nhá. Về các bác lắp trực tiếp cái bình ga mini các bác mua, các bác cho vào đây, sau đó các bác nhích ga lên, bấm cho lửa ra thế là bùng lên, có thể xài thôi. Đấy, và đi kèm ở dưới này nó sẽ có bốn cái chân đế. Đấy, để khi mà các bác sử dụng thì các bác để thì nó sẽ chắc chắn hơn. Đấy, cái này xong to xong nhỏ các bác chơi hết cho em luôn nhá. Đấy, về các bác chỉ việc là mua cái bình ga mini các bác lắp vào các bác xài, rất tiện dụng luôn. Đi chơi, đi picnic, đi dã ngoại cực kỳ là ok. Đấy, khi nào mà dùng xong thì mình có thể là gấp gọn vào, rất nhỏ gọn, tiện lợi nhá, dễ sử dụng mà nói chung là hay. Đấy, một chiếc bếp ga đây, khi nào mà gấp gọn nó sẽ nhảy rất nhỏ gọn luôn, và khi mà các bác mở ra thì rất là dễ dàng. Đó, mở ra cái mở bốn cái kiềng bên trên, bốn cái chân bên dưới này, chắc chắn ok luôn, thiết kế cực kỳ chắc chắn và chất lượng nhá. Đó, lên mã cho em sẽ là cái sản phẩm là cái bếp ga mini nhá. Bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi 100k một cái. Bếp ga mini hoặc là bếp ga du lịch đều được nhá. Đấy, bếp ga du lịch hoặc là bếp ga mini. Đó, giá sẽ là 100k cho một cái bếp ga du lịch, bếp ga mini này, 100k một cái thôi, giá rất bình dân. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đèn bão này. Đèn bão có kèm cả quạt luôn nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái đèn bão có kèm cả quạt luôn. Đó, đi kèm nó cả một cái cọng dây cáp sạc. Đó, em báo giá luôn. Lên mã cho em sẽ cái cây đèn bão, có nhà đèn bão. Đèn bão này thì tại bên em đã có giá là đi 100.000 một cây. Đó, đèn bão 100k một cây nhá. 100k một cây đèn bão này dùng rất hay. Cái này ví dụ trong trường hợp mà mất điện, mất đóm này. Đấy, các bác sử dụng, các bác hay đi ghe, đi thuyền, mình ở những cái chỗ nơi mà không có điện đóm. Đấy, các bác cần một nguồn ánh sáng thì đây các bác mua cho con này về. Khi mà các bác sử dụng, các bác rút lên cho. Đấy thì nó tự động là nó sẽ sáng lên nhá. Và lúc nào các bác muốn tắt thì các bác ấn nó xuống, tự động là sẽ tắt đi. Đó. Con này thì ngoài chức năng là các bác cắm điện trực tiếp để sạc thì các bác có thể là mang ra các bác phơi nắng để các bác sạc bằng năng lượng mặt trời nhá. Sạc bằng điện thì lưới thì nó sẽ vào nhanh hơn, còn nếu mà sạc năng lượng mặt trời thì nó sẽ vào chậm hơn nhá. Đấy, có phần quai xách rất tiện dụng này, các bác kéo một cái này, các bác có thể xách mang đi mang lại này, hoặc các bác để một chỗ cũng được, rất ok. Ngoài chức năng là đèn này, rồi là sạc năng lượng mặt trời, sạc trực tiếp điện 220 thì ở đây nó còn có một cái phần nữa rất hay, đó là cái quạt nhá. Đấy, thì về các bác muốn dùng quạt thì các bác mở cái này ra cho em. Đấy, mở ra. Đấy. Đấy thì nó sẽ tạo thành một cái quạt, các bác bấm lên cho em. Đó là quạt chạy này. Quạt chạy cực kỳ khỏe, rất mát luôn. Đấy các bác thấy không? Nghe tiếng nó cứ phù 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 như này. Đấy, quạt chạy khỏe lắm, mát cực kỳ luôn. Đó, có kèm cả quạt luôn nhá. Đấy, có kèm cả quạt luôn. Để về các bác sử dụng các bác xài. Đó. Đây là cái nút bật tắt quạt này. Đấy, bật tắt thì các bác bấm lên cho em là ok. Đó. Mở lên này, các bác kéo lên này. Đó, kéo lên. Thế là các bác bấm lên cho em cái là quạt chạy thôi. Đấy, con này các bác có thể điều chỉnh cái phần hướng quạt nhé. Đấy, điều chỉnh phần hướng quạt rất ok luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là đèn bão nhá. Đấy, có kèm cả quạt này, rút lên cái là đèn sáng, ấn xuống cái là đèn tối này. Đấy, sạc bằng năng lượng mặt trời, có phần tay xách mang đi mang lại.
và đi kèm nó là một cái cọng dây cáp sạc nhá. Các bác muốn sạc bằng điện lưới hoặc là sạc bằng điện năng lượng mặt trời đều được. Đó, đây, nếu mà các bác sạc điện lưới thì các bác cắm lên cho em. Sau đó các bác cắm trực tiếp nguồn này vào nguồn 220 nhé, để các bác sạc cho cái đèn này. Còn không thì các bác có thể mang ra phơi nắng để các bác sạc năng lượng mặt trời. Thường thường thì nếu mà sạc năng lượng mặt trời thì chủ yếu người ta đi ra những cái chỗ nào mà nó không có điện lưới thì các bác mới dùng thôi. Chứ còn chủ yếu các bác nên sạc bằng điện lưới thì vào nó sẽ nhanh hơn nhá. Đó, lên mã cho em sẽ là cái cây đèn bão nhá, có kèm cả quạt luôn. 100k một cái đèn bão nhá, dùng trong những cái trường hợp mất điện mất đóm các thứ đó cũng rất là tiện. Đó, nói chung là phòng trừ. Đó là cái cây bút lấy dấu bằng đồng này. Đấy, cái bút này về các bác chuyên dùng để các bác lấy dấu nhá. Đấy, mỗi lần view các bác khoan đục, các bác muốn lấy dấu một cái vị trí cho nó chính xác, chuẩn xác nhá, nó không bị lệch, xô dịch không bị lệch. Đấy, các bác mua cho em cái cây lấy dấu này về dùng rất tiện luôn. Cái cây lấy dấu này thì nó có thể lấy dấu trên mọi vật liệu luôn. Đấy, như là kim loại này, sắt, thép này, rồi là đồ gỗ, sành sứ thứ cho em được tất luôn nhá. Chất liệu toàn bộ bằng đồng thau. Đấy, phần này nó dạng lõi thép nhá. Đấy, nó bắn cực kỳ khỏe luôn và nó in cái lốt lên rất là rõ luôn nhá. Đấy, và thậm chí các bác có thể dùng cái cây này các bác dùng để phá kính luôn. Đấy, bắn rất khỏe nhá. Nó đi lên mã em sẽ cái cây lấy dấu. Đó, em báo giá luôn. Bữa trước cây này bên em đang bán là 50.000. Nên em về các bác mức giá rất dễ mua luôn, chỉ cần có 30k một cây nhá. 30k một cây thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái cây bút lấy dấu nhá, 30k một cây. Đây em sẽ lấy thử lấy test cho bác coi này. Đây nhá, em đang có cái bề mặt đây, em lấy thử dấu cho bác coi nhá. Đấy, con này thì rất là dễ dàng thôi, các bác chỉ việc ấn mạnh này, ấn mạnh cho. Đấy, là kiếm cái tạch cá được. Đấy, đây em đang lấy vừa lấy ba cái dấu, nhìn thấy ba cái dấu luôn này. Đấy, rất rõ ràng luôn nhá. Đó, về ví dụ các bác muốn khoan đục một vị trí nào đó thật là chính xác thì các bác ấn cho em cái. Đấy, là nó sẽ tạo thành một cái dấu luôn. Đây, lấy lại phát nữa này. Đấy. Đấy, thấy không? Nó kêu cái tạch tạch cái đấy, có nhìn này. Đấy, em lấy mấy dấu đây hết này. Đó, 5 6 dấu đây hết luôn nhá. Đó, chẳng chỉ bằng cái cây bút lấy dấu rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi. Các bác cứ ấn mạnh cái là tự động là nó sẽ lấy dấu vào luôn. Đó, ok luôn. Đó thì em đã test thực tế cây bút lấy dấu này rồi các bác nhá. Giá của nó thì hiện tại đang giảm giá, giá rất tốt luôn. Đấy, giá gần như là giá tốt nhất thị trường nhá. 30.000 một cái cây bút lấy dấu nhá, 30.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng đó là cái dòng nồi cơm của Sát này, và đợt này thì cũng về cho bác mức giá rất dễ mua luôn. Đấy, em báo giá lại các bác một lần nữa cái mã hàng này các bác nhá. Lên mã em sẽ cái nồi cơm Sát các bác nhá, nồi cơm Sát. Nồi cơm Sát. Đó, bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán là 550.000. Hôm nay em về giá mới, giảm giá xả kho bác luôn. Giá chỉ có 450k một nồi thôi và sẽ bao ship cho bác đến tận nhà luôn. Đấy, dòng nồi cơm Sát nhá. 450.000 một cái, bao ship tận nhà. Đây. À, nồi cơm Sát thì Sát này hãng của Nhật nhá. Cái công suất của nó sẽ là 900W nhá, dung tích là 1,8 lít và sử dụng điện 220. Đó là cái hay của nó là sử dụng điện 220. Đấy, và nồi 1,8 lít nhá, công suất 900W nhá. Con này nó sử dụng cái công nghệ là cái công nghệ mâm to nên là khi mà cơm nấu chín rất là ngon. Cái này thì thực tế anh em đã test thực tế rồi. Đấy. Cho ra phần cơm ăn rất là ngon luôn. Cơm dẻo, chín ngon đều nhá. Đấy, nồi thì cực kỳ chắc chắn, thiết kế theo dạng là nồi kiểu dạng hơi hướng hiện đại bây giờ nên là nó thiết kế rất là đẹp luôn, vừa đẹp vừa sang trọng vừa lịch sự mà rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Dòng này thì của nó sẽ là dạng cái dòng nồi cơ, nó không phải là cái nồi điện tử nên là người già trẻ em đều dùng hết luôn nhá. Nói chung là cả gia đình nhà mình đều dùng hết luôn. Đấy, các bác nấu cơm thì chỉ việc các bác nhớ cho em là bấm nút này. Đấy, nếu mà không bấm nút cơm nó sống như thế thôi. Đấy, nấu cơm thì nhớ bấm nút. Đấy, có bấm nút cái thế là tự động lúc nào chín là sẽ nảy, thế là các bác ăn thôi. Đây, thiết kế thì có phần quai sách nhá, các bác có thể sách mang đi mang lại rất tiện này. Đấy, em thích những cái nồi cơm mà nó có cái quai sách này, dùng rất là thích này. Mình đôi khi mình cứ hay sách đi sách lại mà các bác mỗi lần các bác cứ bị bê nó rất là mất công. Đây, nó có quai sách sách đi sách lại rất ok, cái này là thấy đã thích rồi này. Đấy, tiếp theo thì đây cái chế độ mở nắp nồi nhá, các bác chỉ việc này ấn vào này, tự động nó sẽ mở ra đó. Còn các bác muốn ấn đóng vào, các bác ấn mạnh em cái vào lẫy luôn. Còn các bác muốn mở thì các bác ấn đây cái tự động mở luôn, rất hay. Đó, bên trong thì sẽ gồm có là một đi kèm nó một cái xưởng hấp này nhá. Đấy, một cái xưởng hấp. Đấy, các bác có thể cho thêm những cái đồ hấp vào đây, các bác vừa nấu cơm vừa dùng cái hơi nồi cơm để các bác hấp đồ này. Đấy, một cái ca đong gạo đong nước này, một cái môi sới cơm nhá, môi sới cơm, cuộn dây nguồn nhá, cuộn dây nguồn này. Đấy, cuộn dây nguồn, sách hướng dẫn sử dụng này, kèm thẻ bảo hành luôn này. Và đây là cái phần nồi. Đấy, dung tích là 1,8 lít nhá. Cái này thì phù hợp cho gia đình khoảng tầm 4 đến 5 người ăn là rất là thoải mái rồi. Đấy, toàn bộ bên trong lòng nồi là toàn bộ được tráng một lớp chống dính nhá. Thì có yên tâm không lo nó bị dính hay là cháy gì cả. Đó.
Nồi thì nó là dạng nguyên khối luôn, cắt laser nguyên khối nên là các bác dùng rất ok. Cầm chiếc nồi rất là chắc và nó dày, dày. Đấy, quan trọng là cái chất nồi nó dày này thì khi mà các bác nấu cơm ấy, cái cơm nó cho ra nó chín rất là đều và dẻo nhá. Đấy, đây phần trong bên trong, mâm. Mâm bên trong này, đó, to, to nhá. Đấy, quan trọng là kích thước của nó to thì khi mà to thì cái tiết diện nó to thì cái sức nóng của nó sẽ cao. Đấy, khi mà cao thì cái nhiệt của nó sẽ nâng lên và cái độ cơm chín của bác nó sẽ chín thấu, chín dẻo và ngon hơn nhá. Đó. Đấy thì tổng quan về cái con nồi đấy anh em đã quay rất chi tiết rồi. Nói chung là đầy đủ phụ kiện các thứ đi kèm để về các bác sử dụng, không cần phải mua thêm cái gì cả nhá. Về chỉ việc là các bác cắm điện và các bác xài thôi. Nồi nấu cơm rất là ngon. Cái này em đã test thực tế rồi. Đấy, test thực tế nồi nấu cơm ngon nhá, cơm chín dẻo ngon và chất lượng và thiết kế theo dạng là hiện đại nhá, hiện đại rất ok, có quai sách này, bấm cái mở ra nhá, đóng cái thu vào có thế thôi. Đó, rồi mới keng nguyên hộp luôn. Công suất sẽ là 900W nhá, sử dụng điện 220, dung tích là 1,8 lít nhá. Đó thì em báo giá lại một lần nữa này, lên mã giúp em sẽ là cái nồi cơm sáp nhá, bữa trước đang bán bác là 550.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn, 450.000 một chiếc nồi cơm nhai, bao ship tận nhà, hàng của thương hiệu Sáp công nhá. Đó, rất chất lượng luôn, nồi rất là đẹp. Đấy, nồi các bác cứ nhận hàng kiểm tra, cầm sách một chiếc nồi nặng trịch chắc chắn, ok luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây đèn pin nhôm, lên mã em sẽ cái cây đèn pin nhôm nhá, em báo giá luôn. Giá của sản phẩm này sẽ là 160.000 một cái nhá. Đèn pin nhôm này. Đấy, đèn pin nhôm 160k một cái đèn pin nhôm nha, 160.000 một cây đèn pin nhôm. Bộ sản phẩm thì sẽ gồm có là một thân đèn nhé, một thân đèn. Cái thân đèn này thì toàn bộ của nó là bằng nhôm hết nhá, nên bên em hay gọi là đèn pin nhôm, toàn bộ bằng nhôm. Đấy, Polycare made in Japan nhá. Đấy, có phần tay cầm rất ok. Con này thì rất nhỏ gọn thôi. Đấy, cầm rất vừa vặn nhá, các bác sử dụng gia đình các thứ rất hợp lý đấy. Đi kèm với bác là một cái cọng dây cáp sạc để đi về các bác muốn sạc pin thì các bác cậy em lắp vào ra. Cắm cái đầu sạc vào đây, còn cái đầu còn lại các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá. Đấy, để các bác cắm sạc cho cái đèn này. Và đi kèm thì sẽ có cho các bác thêm là hai viên pin 18650 nhá. Cái hay của sản phẩm này là nó sử dụng cái pin 18650 nên là khi mà các bác có thể là muốn thay thế hoặc các bác mua thêm rất là dễ. Đấy, và hiện tại bên em đang bán một viên pin 18650 cũng như này thì bên em đang bán lẻ là 20k một viên nhá. Thì nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm pin dự phòng thì các bác mua. Đấy thì bên em đang bán lẻ một viên này là 20k. Đấy, còn sẵn trong đèn là nó sẽ có rồi thì đây em sẽ lắp cho bác coi. Đó thì về các bác cứ lắp đúng chiều pin này. Đấy, lắp cho em đúng chiều pin đầu cộng đầu trừ vào. Đấy, các bác lắp vào, sau đó là các bác cho vào đèn. Đấy, xoáy trong cái nắp này vào là các bác bật lên này các bác xài thôi. Đấy, xoáy cái nắp này vào. Đó, đây, bấm thì nó sẽ ở đây. Đấy, nó sẽ có các chế độ sáng này, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, có cả nháy cảnh báo LED nhá. Đèn khá là sáng và soi khá là xa, rất tiện dụng nhỏ gọn nhá. Đấy thì lên mã thì em sẽ là đèn pin nhôm, đi kèm là có cả pin cả sạc đầy đủ luôn. Đấy thì chọn một bộ là 160.000 nhá, 160.000. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm pin ấy thì bên em đang bán lẻ một viên là 20.000 nhá. Còn nếu mà sẵn thì trong trong này nó có pin sẵn rồi, về các bác chỉ việc xài. Đèn cầm cực kỳ chắc tay luôn. Đấy, có kèm cả sạc, về chỉ việc là dùng thôi, không cần phải mua thêm cái gì các bác nhá. Đó, đèn pin nhôm 160.000 một cây. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái mã hàng lâu lâu cũng không quay cho bác này, đó là cái máy bào rau củ quả nhá, em báo giá luôn. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái máy bào rau củ quả nhá. Đấy, rau củ quả cái này thì các bác cứ cho các bác bào thôi. Đấy, rất là nhàn luôn mà lại vừa tập thể dục vừa nấu ăn rất là tiện. Đó, giá thì em báo luôn, bữa trước đang bán cho bác là 150.000, nay em giá bác mức giá rất dễ mua luôn, 110.000 cho một chiếc máy bào rau củ quả này, 110.000 một cái nhá, dùng rất là hay. Đây, Thảo là hướng dẫn các bác cách lắp đặt luôn, cái này thì rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đấy. Bộ sản phẩm đi kèm sẽ gồm có là 3 bộ lưỡi này. Đấy, và một thân máy này, một thân máy, cái này thì cực kỳ dễ lắp đặt luôn. Đó, thì nó sẽ gồm có một cái tay quay như này và một cái con thân máy. Thì đây, đầu tiên là các bác sẽ lấy cho em cái trục này ra nhá, đây là cái trục để các bác lắp lưỡi vào. Đấy thì lấy cho em cái bộ lưỡi này ra, một cái túi này nó sẽ gồm có là 3 bộ lưỡi nhá, 3 bộ lưỡi này, đây 3 bộ lưỡi này, một bộ cái kiểu dạng bào dạng bào nát này. Đấy, một bộ bào lát này và một bộ bào sợi này. Đây, ví dụ như em lấy cho bác một cái bộ bào sợi nhá. Đấy thì một bộ sẽ gồm có 2 chiếc, thì các bác lấy cái bộ này để các bác lắp vào đây. Đây em hướng dẫn các bác về lắp đặt và các bác sử dụng luôn nhá, để các bác xem kỹ cái đoạn này. Đấy, các bác bấm nó vào. Đấy, các lắp nó vào. Sau đó là các bác cho nó vào đây. Cho nó vào trong này. Đấy, cho nó vào trong này. Và các bác lắp theo cái tay quay này vào.
lắp cái tay quay này vào nhé. Đấy các bác xem nó khớp vào này. Đó, xoáy cho em chặt cái này vào. Xoáy chặt cái này vào. Ok, cứ thế là cái này là các bác quay thôi. Cứ thế là các bác quay. Đây thì đây. Khi mà quay thì nó sẽ quay tròn nha. Và các bác cứ cho rau củ quả vào đây các bác quay nhá. Đấy thì cứ quay thôi. À cứ cho đây các bác quay. Và khi mà sử dụng ấy thì nó sẽ có kèm một cái này gọi là cái ấn thôi nhá. Đấy thì các bác ví dụ như nó gần hết rồi thì các bác cho cái này vào để có ấn, đỡ phải thò tay, và thò tay đôi khi nó nguy hiểm mà. Đấy các bác lấy cái này các bác ấn xuống. Đấy, sau đó các bác quay, mình cứ vừa quay vừa ấn cái này thì nó sẽ xuống, nó sẽ bào, bào thì nó sẽ nhả ra cái lúa này, có thế thôi, rất là dễ dàng sử dụng luôn. Nghĩa là các bác vừa tập thể dục vừa có thể nấu ăn được luôn. Đấy, quay tay tập thể dục nấu ăn ok luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái máy bào rau củ quả nhá, rất là chắc chắn, xịn sò luôn. Giá của nó sẽ là 110k một chiếc nhá, 110k một chiếc. Máy bào rau củ quả đi kèm cho bác là sẽ gồm có là 3 bộ lưỡi đi kèm. Đấy, 3 bộ lưỡi đi kèm để về các bác sử dụng. Đấy, các bác dùng bộ nào được các bác lấy bộ đấy ra các bác lắp vào nhé. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đó, đây. Đây các bác cùng coi này. Không phải, xem cái quảng cáo này có vẻ khó tin vãi. Vậy để mình làm chuột bạch chất thử cho mọi người xem trước nhá. Kết cấu bên trong thì cực kỳ đơn giản. Bên trong sẽ được tặng kèm 6 lưỡi dao, tức nghĩa là có 3 loại lưỡi nhá. Bắt đầu thì thấy nó rất là ọp ẹp và dễ bùng, nhưng hóa ra là mình chưa vậy có những chốt đằng sau. Nay mình sẽ cho nó trải qua 3 mức độ khó khác nhau. Đầu tiên với dưới chuột mềm nhất thì mình thấy nó cắt khá là ngọt, giống được như video nha. Còn với củ hành tây này thì mình mua hơn 1 tháng rồi nên là nó rất là héo. Vì héo nên là khi cắt nó sẽ hơi hắc nhẹ một chút, tuy nhiên là nó vẫn hoàn thành xuất sắc nha. Trước đây khi chưa biết được cái máy này thì mỗi lần làm nem là phải sắt hành tây bằng tay. Mà sắt hết củ này thì đúng là cay mắt thấy bà luôn đấy. Các chị em mà gặp cái máy này thì đúng là vị cứu tinh luôn đấy. Còn với khoai tây thì các bạn nhìn thấy rồi, thật sự là nó cắt quá ngọt luôn. Tổng kết lại là đáng mua nha. Đấy, rất ok nhá. Về các bác có thể là xay xay bào rau củ quả, xay khoai tây, xay dưa chuột, xay bào sợi, bào lát các thứ. Về các bác chỉ việc cho đây các bác quay rất ok luôn. Đấy, cứ quay này là sẽ ra sản phẩm nhá. 110k một chiếc nhá. Máy bào rau củ quả 110k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái này là cái khay hấp xôi này. Lên mã em sẽ là cái khay hấp xôi hoặc là cái khay hấp bánh bao đều được nhá. Đấy, các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái khay hấp bánh bao hoặc là khay hấp xôi hoặc là khay hấp cũng được, giá thì bình dân thôi, nó chỉ có 40.000 một cái thôi nhá. Về dùng tiện lắm, cái này về dùng tiện, các bác dùng để hấp xôi này rồi là làm những cái món đồ hấp rất tiện dụng luôn. Đây, đấy, lên mã cho em sẽ là cái khay hấp, đấy, khay hấp xôi, khay hấp bánh bao đều được. Khay hấp này, khay hấp này thì giá của nó sẽ là đi 40.000 một cái thôi, 40k một cái khay hấp nha. Inox 304 luôn nhá. Đây, bình thường thì nó sẽ tròn nha. Còn nếu mà các bác muốn sử dụng, các bác muốn mở ra thì nó rất là to. Đấy, đường kính của nó phải lên đến khoảng tầm là 26cm nhá. Rất là to luôn. Và bên dưới là nó có những ba cái đế chân nha. Đấy, ví dụ các bác để nó cách mặt nước ra một chút. Đó, các bác ví dụ muốn hấp đồ thì các bác cho một ít nước vào. Đấy, như kiểu dạng mình hấp cách thủy, rồi là ví dụ như là mình có những cái món tôm hấp này, rồi là xôi hấp, bánh bao hấp rồi các bác cho đây hấp. Đôi khi ví dụ như là các bác hấp ấy mà phải lôi những cái nồi hấp ra nó rất là cồng kềnh. Đấy, các bác mua trên cái bộ về nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, nó nhỏ gọn, nó chỉ có trong như này thôi. Đấy, các bác để trực tiếp vào cái xoong các bác đang đun. Đấy, có nước sẵn rồi, các bác để những cái đồ hấp lên đây các bác hấp, thế là xong. Đấy, hấp tôm này, hấp xôi này, hấp bánh bao này, các thứ này rất tiện dụng luôn. Inox 304 nhá, nên là dùng yên tâm với sức khỏe. Đó. Đường kính khi mà mở rộng ra nó lên đến khoảng tầm là 26cm nhá, 26cm, rất là to luôn. Ngoài chức năng là hấp xôi thì các bác có thể dùng cái này các bác đựng hoa quả cũng được này. Đấy, ví dụ như này các bác có thể đựng hoa quả. Hàng này thì hàng của Việt Nam nhá. Đấy, các bác đựng hoa quả hoặc là các bác hấp xôi, hấp bánh bao đều được luôn nhá. Lên mã cho em sẽ là cái khay hấp. Đấy, nó có thể là co trụ vào hoặc các bác có thể cho xòe ra. Đấy là tùy theo cái kích thước đường kính của cái nồi của nhà các bác nhá. Cái này nó có thể là sử dụng được cho nhiều nồi, nồi to, nồi nhỏ là nó dùng hết luôn nhá. Đấy, tối đa cái nồi tối đa dùng được là 26cm, thì ví dụ như là cái nồi 28 là cái này nó vừa khít luôn này. Đó. 40k một cái cũng nhá, 40k một cái khay hấp như này. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ khay 5 tầng. Lên mã duy em sẽ là cái bộ khay 5 tầng. Đấy, bộ khay 5 tầng, cái bộ này thì bên em bán khá là nhiều luôn. Đó, bộ khay 5 tầng nhá. Thì đây, đấy, trên hình các bác coi thì nó sẽ thành 5 cái khay nha. Mà nhìn thì đây nó có một khay nhá, nhưng mà nó lồng lại là thành 5 cái khay nhá, 5 cái khay này. Kích thước sẽ gồm có là 10 này, 12, 14, 16 và 18. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ khay 5 tầng nhá. Bộ khay 5 tầng. Bộ khay 5 tầng, giá của nó sẽ là đi 50k một bộ thôi. Đấy, 50k bộ về các bác dùng để đựng thức ăn này, rồi là đựng đồ ăn đồ uống các thứ vào đây rất tiện dụng luôn. Rồi là các bác mà hay đi làm công trình công trường, đi làm công sở các bác hay phải mang cơm đi làm. Đấy thì các bác mua cho cái bộ này về. Hoặc là ví dụ ở nhà nhà mình hay bảo quản đồ ăn để trong tủ lạnh các thứ rồi thì rất là hay. Thì đây, nó sẽ gồm có là một khay này, hai khay này, ba khay này, bốn khay này và một cái khay to nhất là khay năm khay. Và đi kèm thì 5 cái khay này.
là nó sẽ có là 5 cái nắp đậy đi kèm. Đấy, rất cẩn thận luôn nhé, có cả nắp đậy đi kèm luôn, là khi mà ví dụ các bác có mang đồ ăn đi cái thứ giờ nó bị văng ra rồi, ví dụ như là các bác để đồ ăn bảo quản trong tủ lạnh rồi đấy thì các bác cho vào trong này đấy, mình bảo quản tủ lạnh hoặc các bác để ở ngoài mình có đậy vào cũng ok, nó có cái nắp đậy rất an toàn đấy, không lo vi trùng vi khuẩn ruồi bâu cái thứ giờ vào, ok sạch sẽ gọn gàng ok nhá. Đấy thì khi nào mà dùng xong thì các bác có thể lồng vào, nó rất là nhỏ gọn như này đấy, lồng vào nó rất là nhỏ gọn, còn khi mà bày ra thì nó sẽ có chồng lên 50 khay này nhá. Đấy thì lên mã cho em sẽ là cái bộ khay 5 tầng, bên em đang gửi bác giá một cái bộ khay 5 tầng là 50.000, kích thước của nó sẽ là 10 này, 12 này, 14 này, 16 và 18 nhá, to nhất sẽ là 18 đó, bộ khay 5 tầng 50.000 một bộ nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ đũa thìa inox của Đức này. Đấy thì đây là cái hộp thìa 5 chiếc của Đức nhá, hàng của thương hiệu Willing luôn nhá. Đấy, một hộp này là 5 chiếc đó, giá thì bên em đang gửi bác giá rất là tốt luôn, 50k một hộp nha, 50k một hộp. Lên mã anh em sẽ cái bộ thìa inox 5 cái. Thìa inox nhá, thìa inox 5 cái. Giá của nó sẽ là 50k, hàng của Willing luôn nhá. Hàng hình hai thằng người này. Đó. Ngoài ra thì có đũa inox luôn, cũng nhiều bác hỏi đũa inox gì đây. Đũa inox cũng của Willing luôn. Đó. À, một hộp 5 đôi. Giá cũng sẽ là 50k luôn, bán đồng giá đũa thìa như nhau nhá. Lên mã anh em sẽ cái hộp đũa inox 5 đôi. Đấy, đũa inox nha. Một hộp là 5 đôi nhá, cũng 50k luôn, một hộp là 5 đôi. Su 304. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, Su 304 logo Willing nhá. Đấy. À, phần đầu đũa thì có chống trơn trượt nhá. Nhiều bác hỏi là góc đũa này có trơn không thì cứ yên tâm lóc không trơn. Đấy và đũa này thì inox thì dùng rất là an toàn. Đấy, không lo nó bị nấm mốc này, không lo nó bị cong vênh này, rất là an toàn với sức khỏe luôn. Đó, đũa rất là đẹp, dễ dàng sử dụng nhá. Lên mã cho em sẽ cái hộp đũa inox 5 đôi. Một hộp này là 5 đôi với mức giá là 50k một hộp nhá. Đấy, đũa inox hàng của Willing nhá, hàng của Willing. Đó. Ngoài ra thì đây là thìa. Thìa đây, thìa cũng là 5 cái, thìa rất là dày, thìa dày lắm. Các bác nhìn này, cái thìa rất là dày. Đấy, thìa nó dày cộp luôn này. Đó. Su 304 nhá. Đấy, logo Willing này, bóng sáng loáng luôn. Một hộp thìa này sẽ gồm có là 5 cái nhá. Thìa rất dày luôn, thìa dày lắm đây. Lấy cho bác hai cái này. Đấy, những cái dòng thìa này khi mà các bác gõ vào nhau thì nó cái tiếng kêu nó cọc cọc này thì các bác chứng tỏ là thìa rất là dày luôn. Đấy, về các bác sử dụng ok luôn. Lên mã thì em sẽ cái hộp thìa inox 5 cái nhá. Hộp thìa inox 5 cái, giá của nó sẽ là đi 50k nhá, 50k một hộp thìa inox 5 cái nhá, 50k một hộp. Còn đũa thì 5 đôi cũng là 50k, bán đồng giá luôn thì các bác có thể lấy đũa lấy thìa tùy nhu cầu nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái bộ dao đen của Nhật này. Đấy, của thương hiệu Asaka Japan, một bộ dao đen 5 cây. Giá thì siêu hạt rẻ, chỉ có là đi 50.000, à xin lỗi bác là 70.000 một bộ dao đen của Asaka Japan nha. Lên mã thì em sẽ là cái bộ dao đen nhá. Bộ dao đen này. Bộ dao đen. Đấy, bộ dao đen. Giá sẽ là 70.000 một bộ nhá, 70.000 một bộ. Đây. Một bộ của nó sẽ gồm có cho bác là 3 cây dao. Một cây này, đấy một cây vừa lọc vừa thái bản to này, một cây chuyên để các bác lọc này. Và một cái cây chuyên để các bác gọt hoa quả này. Đấy, cây chuyên gọt hoa quả có cả phần bật bia này. Đấy, 3 cây nhá. Asaka Japan này, xịn sò ngon này luôn. Sắc bén lắm. À, tiếp theo thì là một cái sản phẩm rất hay, đó là cái này nó là cái đánh vẩy cá nhá. Các bác dùng để các bác đánh vẩy cá là bằng cái này. Đấy, các bác dùng cái này. Ngoài ra thì nó có một cái chi tiết rất hay nữa, đó là cái khuôn. Cái khuôn này ví dụ các bác làm bánh hoặc hay các bác hay rán trứng thì các bác dùng khuôn này. Đấy, khuôn hình trái tim. Rất ok luôn. Đấy, thiết kế rất đẹp nhá. Một bộ này sẽ gồm có là 5 món này. Đấy, 5 món 1 2. Và với lại 3 dao thì tổng là sẽ là 5, 5 món nhá. Đấy, rất đẹp, rất chất lượng nha. Bộ dao đen nữa nhá, bộ dao đen lên mã giúp em sẽ là cái bộ dao đen nhá. Cái bộ này thì chủ yếu có dùng chuyên để các bác thái nhá, chuyên dùng để thái. Giá nó chỉ có 70.000 thôi. Nói chung là so với tầm tiền này các bác mua cho em bộ dao này thì nó quá ok rồi. Giá nó quá hạt rẻ luôn mà chất lượng thì cực kỳ là ok, sắc bén lắm, sắc cực kỳ luôn. Các bác nhìn cái chất dao nó này. Đấy, lưỡi sáng bóng nhá, sắc cực kỳ luôn. Đấy, không sắc không lấy tiền. Lên mã nha, sẽ cái bộ dao đen nhá của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, Asaka Japan này. Đó, giá sẽ là 70k một bộ dao đen nha. 70k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì đây, lên luôn cho bác đó là cái bộ ví hồng. Lâu lâu qua cho em chứ em không quay cho bác cái bộ này. Đó là cái bộ ví hồng nhá. Lên mã em sẽ cái bộ ví hồng này. Đấy, bộ này thì cực kỳ đẹp luôn. Đó. Đó, bộ này thì cực kỳ đẹp, rất nhiều chi tiết nhá. Đấy, sẽ gồm có các loại ví dụ như là bấm móng tay này, rồi là lấy dây tai này, có phần nặn mụn này, zip giếc cạo kia các thứ ra, đầy đủ cho bác luôn, kìm cắt lấy ra chết, dành cho chị em phụ nữ này, rồi là
các ông các bà đều dùng hết luôn, nói chung là dùng cả gia đình. Bộ này các bác mua về dùng đa năng, dùng cả gia đình nhà mình luôn. Đấy, đàn ông thì hay dùng những cái bấm tay móng chân, còn là phụ nữ đàn bà thì hay dùng ví dụ như là zip giếc rồi những cái kìm kéo cắt lấy da chết các thứ này, thì các bác hay dùng những con này. Nói chung là bộ này dùng xài cho cả gia đình nhà mình luôn nhé, trẻ em người lớn người già đàn ông đàn bà đều dùng hết luôn nhé. Đấy, đựng trong chiếc hộp da rất đẹp luôn. Lên mã giúp em sẽ cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng. Đấy, màu hồng rất là đẹp luôn. Giá của nó sẽ là đi 60 ngàn một bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ ví hồng nhá. Bộ ví hồng này. Đấy. Giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, bao gồm là các chi tiết như là cắt móng tay này, lấy dây tai này, nặn mụn này, kìm cắt lấy da chết các thứ này, giúp giết các thứ đầy đủ luôn. Nhíp nhíp có đủ cả luôn nhá. 60 ngàn một bộ ví hồng nha. Mã xả kho luôn nữa các bác, đó là cái lọc rác ở cái bồn rửa bát nhá. Nên mã cho em sẽ cái lọc rác ở cái bồn chậu rửa bát này mình. Đấy các bác mua cho em thay cái này về. Cái này thì nó thoát nước rất là nhanh. Đấy và cũng rất là tiện nhá. Đấy mỗi lần mà các bác muốn nâng lên thì các bác cầm vào này các bác nâng lên. Đó rất ok luôn, nó rất nó thiết kế rất tiện. Đây nó có cả một cái nắp đây để nó đóng kín van nước này. Đấy các bác cho nó xuống. Đấy cho nó khớp xuống nó sẽ đóng kín cái van nước bên dưới nhá. Còn nếu mà các bác muốn nâng nó lên cho nước nó thoát thì các bác kéo nó lên, xoay. Đấy là sẽ khớp vào rất ok. Đây. Toàn bộ phần lưới có thiết kế dạng lưới inox nhá, thoát nước rất là nhanh. Đấy, và khi mà các bác cầm rác cầm ra các bác đổ rác ra cũng rất là tiện luôn. Giá thì bình dân thôi, chỉ bên em đang gửi bác giá một cái lọc rác ở cái bồn rửa bát này. Giá của nó sẽ là 15k một cái nhá. 15k nhá, 15k lên mã giúp em sẽ cái lọc rác ở cái bồn chậu rửa bát nhá. Đấy, ví dụ như cái bồn nhà mình hiện tại đang bị hỏng không có cái này này, hoặc là cái nhà mình nó thoát nước chậm. Đấy các bác mua cho em cái này về các bác thay vào. Đấy nó chỉ có 15 ngàn thôi. Về các bác thay vào rất là ok, dùng rất ok. Cái này em bán khá là nhiều, dùng hay lắm. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy thực tế sản phẩm nhá. Đấy ví dụ về đấy các bác sử dụng này. Đó, thoát nước rất nhanh nhá. Bình thường những cái dạng nắp cống cũ nó cứ hay bị dính dính rồi là nó rất là khó sử dụng mà thoát nước rất là lâu. Đấy thì về các bác mua cái này về cho em sử dụng rất là ngon lành luôn. Đấy. Các bác đổ rác ra cũng rất là tiện. Đó. Thoát nước cực kỳ nhanh luôn nhá, dùng rất là ok luôn. Đấy chỉ việc cầm vào cái núm mấy các bác nâng lên là xong. Đó, 15k một cái nhá. Lên đã giúp cho em sẽ là cái lọc rác, cái lọc rác thông minh ở cái bồn chậu rửa bát nhá. 15k một cái lọc rác nhà. Rồi một cái mã hàng rất là hay mà lâu lâu không lên cho bác coi, đó là cái miếng dán ngải cứu, miếng dán ngải cứu chuyên để các bác dán cổ vai gáy, giá rất là tốt luôn nhá. Đấy, cái miếng này thì bên em bán rất là nhiều rồi, mà giá nó rất là bình dân, nó chỉ có 20.000 thôi nhá, 20k. Một cái hộp miếng dán ngải cứu thôi. Đấy 20k nhá. Một hộp thì sẽ gồm có là 12 miếng. Đây, bóc cho bác coi, 12 miếng. Trong này thì nó đã tẩm ngải cứu cũng như là những cái thành phần thảo dược bên trong này này, các bác dán. Đấy, bác nào đang bị đau cổ vai gáy các bác dán cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, giảm đau nhức cổ vai gáy, đau nhức xương khớp. Đấy, nói chung là các bác cứ đau chỗ nào các bác dán đấy. Cái này nó kiểu dạng miếng dán xong bát ấy, nhưng mà cái này thành phần nó từ ngải cứu nên nó rất là lành tính nhá. Đấy, thành phần từ ngải cứu thảo dược rất là lành tính. Về các bác chỉ việc bóc qua này. Đấy, bóc qua. Cái này em cắt móng tay đâm hơi khó bóc. Đấy các bác nha, sau đó là các dán trực tiếp vào cái chỗ nào các bác muốn muốn dán. Đấy, dán vào cổ vai gáy, dán vào chân vào tay những cái chỗ nào đau các bác. Đấy, bóc cái này ra, dán trực tiếp vào cho em là các bác sử dụng thôi, rất là hay luôn. Đó. Một hộp này thì là 12 miếng nhá. Đấy, một hộp là sẽ gồm có một túi này thì sẽ có là 12 miếng nhỏ. Mùi cao cực kỳ thơm luôn, bóc ra thơm lắm. Đấy. Báo giá bác luôn nhá. Bên em đang gửi bác một cái hộp miếng giá cao dán cổ vai gái, một hộp 12 miếng nha, một túi 12 miếng này, giá của nó sẽ là đi 20k nhá, 20k đây này, một hộp là 12 miếng này, 20k nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái miếng dán ngải cứu nhá. Đấy, miếng dán ngải cứu đó. Một hộp 12 miếng với giá sẽ là 20k một hộp. Đó, 12 miếng 20k một hộp, dán cực kỳ là ok. Cái này bán cực kỳ nhiều luôn mà dùng rất là nhạy. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đau mỏi vai gáy, đau lưng, thoát vị đĩa đệm là căn bệnh xương khớp phổ biến ở người già và người trưởng thành. Sử dụng ngay miếng dán ngải cứu đa năng, dán trực tiếp lên vị trí đau như vai gáy, cột sống lưng. Đặc biệt với những người mắc bệnh thoát vị đĩa đệm hoặc thoái hóa đốt sống nên sử dụng miếng dán hàng ngày để hỗ trợ điều trị. Ngoài ra, sử dụng miếng dán giúp giảm đau cơ bắp khi chơi thể thao hoặc vận động mạnh, có thể dán trực tiếp lên các khớp tay, khớp chân. Sản phẩm giúp giảm đau sau 5 đến 10 phút sử dụng. Thành phần chủ yếu là ngải cứu nên rất an toàn và hiệu quả, không có tác dụng phụ như những loại cao dán thông thường khác. Đấy thực tế về sản phẩm nhá. Đấy. Hơi bị đau khớp, đau cực kỳ ok luôn. Cả ngày làm việc vất vả rồi, khóa nhớ lại khúc về nhà dán mấy cái miếng này vô xong đi ngủ nè mấy bà. Mấy bà cứ làm thử theo tôi nha. Chị em nhà tôi làm bữa giờ đó trời, ngủ ngon. Sâu giấc mà không có bị đau vai gáy nè, không có bị tê hai cánh tay nữa nha mấy chị.
Ngủ vô ngon hết sức luôn á. Sáng mai dậy tinh thần thoải mái làm việc nữa nha mấy chị. Lên mua hàng em để góc trái nha. Đây là cái miếng dán ngải cứu nhá. Lên mã em sẽ cái hộp miếng dán ngải cứu, một hộp là 12 miếng nhá. Đấy sẽ gồm có một túi, nó được như một chiếc túi nhá. Đấy, 20k một hộp nhá. Giá rất tốt mà sản phẩm dùng rất là hiệu quả luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con bơm tay inox của Kirito. Đấy, tiếp tục hàng lại về này. Đấy, bác nào mà gia đình nhà mình chưa có bơm thì bác nên trưng dụng cho em con này về, bơm cực kỳ ngon lành luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Kirito nhá, made in Japan. Đấy. Chất liệu thì 100% cái ống này của nó là bằng inox 304, có phần đồng hồ đo suất này, dây bơm nhá, dây bơm thì chống gập chống gãy, các bác cứ gập cho em thoải mái luôn. Đấy, thả tay ra cái là về bình thường. Đấy, dây bơm siêu bền chống gập chống gãy. Đây là phần đầu bơm này, con này thì các bác có thể bơm xe đạp này, bơm xe máy các thứ xem, nói chung là bơm những cái dòng xe gia đình là rất là hợp lý, bơm xe đạp xe máy cho em là thoải mái luôn, mà bơm mà cực kỳ nhanh nhá. Sản phẩm này thì các bác cứ đến nơi các bác cứ nhận hàng kiểm tra, sau đó là các bác lấy ra các bác bơm thử cho em. Đấy, cam kết với các bác là hàng bơm vào cực kỳ là nhanh luôn, lượng hơi nó đẩy ra rất là khỏe nhé, mà bơm rất là trơn tru. Mà cái quan trọng này là cái chất bơm của nó là cái thân này của nó inox này, nó rất là trơn trơn tru, và thứ hai là dùng nó bền các bạn, dùng nó bền. Đấy, cái phần ti bơm rất là to này. Đấy, bình thường là những cái ti bơm các bác mua ti bơm nó nhỏ tí, nhưng con này ti bơm rất là to. Đây phần tay nắm này. Đấy, tay nắm có đồng hồ đo suất đầy đủ các bác luôn, để các bác biết lối cân nặng áp suất lốp còn bao nhiêu. Đấy, thì các bác cứ đến nơi nhận hàng kiểm tra, quan trọng là các bác được bơm thử các bác nhá, bơm thử nên là các bác yên tâm. Đấy, cứ bơm thử ưng hàng là các bác lấy nhá. Nhưng nói chung là con này thì không làm các bác thất vọng luôn, bơm vào cực kỳ nhanh và bên em bán rất là nhiều rồi. Dòng bơm inox, bơm tay inox nhá, của thương hiệu Kirito Japan đó, giá thì em báo luôn, bên em đang gửi bác giá thì rất là bình dân dễ mua, 150k một cây nhá, 150k một cây. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bơm tay inox nhá. Đấy, bơm tay chất liệu là bằng inox đó, 150.000 một cây nhá, 150.000 một cây. Bơm rất là xịn vào, rất là nhanh, bơm lượng hơi vào đều khỏe quá nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây dìu sói này. Đấy, cho các bác đi rừng đi phượt, các bác mua về sưu tầm, mua về sử dụng rất hợp lý luôn. Đó, rất đẹp nhá, một cây dìu sói rất đẹp luôn đây. Con này cầm lắm lúc ghê tay lắm vì nó rất là sắc nhá. Sắc lắm. Đấy. Lưỡi của nó cực kỳ đẹp luôn này, lưỡi của nó này, sắc dã man luôn, như dao luôn nhá, lưỡi của nó. Đây, hình mặt sói này. Đấy, mặt đằng sau nhá. Đấy. Con này hàng thì của Nga ạ. Đấy. Hàng của nó thì sẽ hàng liền thân nhá, tay cầm thì sẽ có ốp gỗ, vân gỗ lên cực kỳ đẹp, đinh tán đồng này. Đấy, hoa văn họa tiết cực kỳ ok. Phần này là phần dây nhá, phần phần dây. Đấy, phần dây dây đeo có thứ rồi. Đấy, các bác có thể dùng để các bác bổ này, rồi là đằng đầu sau các bác có thể dùng vụ để mình phá kính cái thứ này. Đấy, đầu nhọn đằng sau, đầu lưỡi đằng trước này. Đấy, hình mặt sói lên in rất là đẹp luôn đó. Rồi, lên mã cho em sẽ là cái cây dìu sói nhá. Đấy, khi mà mua thì sẽ có kèm cho bác là một cái bao đựng này nữa. Đấy, bảo vệ cái phần đầu dìu, lưỡi dìu, dìu. Thứ nhất là nó không bị sứt mẻ cái phần đầu lưỡi này, và thứ hai là nó không bị va chạm vào người. Đấy, các bác sử dụng các thứ là không bị va chạm. Đấy, mua về sưu tầm, mua về sử dụng nhá. Cầm rất chắc chắn luôn, cầm nặng chắc lắm. Đó. Rồi, lên mã cho em sẽ là cái cây dìu sói nhá. Em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái cây dìu sói này. Giá của nó sẽ là đi 250.000 một cây. Đấy. Dìu sói nhá, 250k, và bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, bao ship 250.000 một cây dìu sói, bao ship nhá. Đó, hàng rất đẹp luôn. Đó. Sau và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bình giữ nhiệt này. Đấy. Tiếp tục về cho bác bình giữ nhiệt để các bác đi làm, đi chơi, đi du lịch, đi lao động, các bác mang nước mang lô đi rất hợp lý luôn. Bình giữ nhiệt của Baoler của Nhật bãi nhá, rất là xịn sò. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1,5 lít thôi nhá, khá là to luôn, thoải mái các bác sử dụng. Mang đi mang lại. Đấy. Buổi sáng hoặc là cả ngày luôn. Đấy, mình cho nước vào đây các bác mang đi làm, đi chơi, đi lao động, đi du lịch này. Có cả phần lõi lọc nhá. Chất liệu thì sẽ là Su-304 nhá. Đấy, hàng inox 2 lớp, công nghệ mới, đó là công nghệ hút trên không, nên là giữ nhiệt rất là tốt luôn. Cầm một chiếc bình rất chắc chắn, nặng trịch luôn. Đây, có phần quai sách đi này, nắp đậy ok luôn này. Đấy, nắp đậy chắc chắn luôn. Còn đây là phần lõi lọc luôn này, có cả cái phần lọc đây bên trong này. Đấy, chất lượng đó. Cầm chắc chắn cực kỳ luôn. Con này thì bên em bán khá là nhiều rồi, giá định rất là bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bình giữ nhiệt nhá. Đấy, bình giữ nhiệt 1,5 lít nhá. Cái này thì em đã test thực tế rồi. Giá của nó sẽ là 150k. Đấy, bình giữ nhiệt này. Bình giữ nhiệt 1,5 lít nhá. 1,5 lít giá sẽ là 150k một bình. Đấy, cái này thì em đã test thực tế rồi, giữ đá các nhá, giữ đá trong vòng là đi giữ đá trong vòng là 15 tiếng. Đấy, còn nếu mà các bác giữ nóng, giữ nước nóng, giữ nóng thì trong vòng là khoảng tầm là 10 tiếng nhá, 10 tiếng. So với lại một chiếc bình mà giá như này mà cái công suất, cái
cái công năng mà nó đưa ra như này thì em thấy nó quá là ok rồi, giá nó quá hợp lý luôn. 150k nhá, bình giữ nhiệt 1,5 lít hàng của Baoler, giữ đá là 15 tiếng và giữ nóng thì là 10 tiếng nhá. Đấy, bình rất là đẹp chắc chắn luôn. Đây, thiết kế rất chắc chắn nhá. Đó. Quà sách các bác mang đi mang lại rất tiện dụng luôn nhá. 150k một bình. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ dây câu bình hàng của Butter Cable của Đức nhá. Đấy, bác nào mà hay đi ô tô thứ giờ thì hay cần cái bộ này. Đấy, về các bác dùng để câu bình, đấy câu từ bình nọ sang bình kia. Nhiều khi ấy là các bác đi ví dụ như là chẳng may là nó có chết ắc quy các thứ rồi thì các bác mua cho cái bộ này về nhá. Một cái bộ dây câu bình. Đấy, em báo giá luôn. Bộ này thì bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là đi giá của nó sẽ là 170.000 bộ nhá. Dây câu bình các bác cứ lên mã giúp em sẽ được cái bộ dây câu bình hàng của Đức nhá. 170k một bộ dây câu bình nha. Đấy, hàng bãi của Đức. 170k bộ hàng mới keng luôn. Một bộ sẽ gồm có hai dây, một dây đỏ một dây đen. Nó có đánh dấu để các bác phân biệt âm dương. Đấy, và cái đầu kẹp nha. Đấy, hai đầu kẹp luôn nhá. Đây một đầu này và bên này là một đầu. Đấy, các bác kẹp từ cái bình nọ sang bình kia để các bác sử dụng nhá. Con này thì dây đồng 100% luôn. Chất lượng lắm. Đó, bán khá là nhiều đây. Đấy bác con này. Đây. Dây của nó sẽ là đồng đồng thau 100% luôn này. Đấy, đây. Dây đồng 100% luôn nhá. Rất xịn sò. Cái phần cạp của nó rất chắc chắn nhá. Đó, phần cạp rất chắc chắn. Có phần cách điện đầy đủ hết luôn. Đó. Phần tay nắm cách điện đầy đủ ngon lành hết luôn nhá. Đó. Rất ok. Dây này của nó thì sẽ dài được là 3 mét một dây nhá. Đấy 3 mét một dây. Đấy 3 mét một dây. Thì một bộ này bên em đang gửi bác giá sẽ là 170.000 bộ này. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ dây câu bình hàng của Butter Cable của Đức nhá. Đấy. Công suất lên đến là 2.000 A. Dây câu bình 170.000 một bộ nhá. 170k một bộ này. Các bác sử dụng gia đình. Đấy, mình có cắt tôn, cắt lá thép thứ rất hợp lý luôn. Đấy, dòng kéo cắt tôn của Kabushi nhá. Đấy. Hàng mới nguyên trong ví như này. Đấy, mới keng beng luôn. Kabushi Japan rất chất lượng nhá. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, cắt cực kỳ là ngọt luôn. Đấy, nó có cả cái lò xo trợ lực này. Các bác chỉ việc bóp vào thôi. Đấy, còn nhả ra là tự động là nó sẽ đẩy ra các nhá. Đấy, chỉ việc bóp vào thôi. Cắt rất ngọt luôn. Nó thiết kế một cái góc vát 45 độ này. Khi mà các bác cắt ấy, các bác chỉ việc đưa kéo thôi. Không cần phải lăn lăn kéo như cái dòng kéo truyền thống là các bác cứ phải hay lựa lựa là lách lách. Nhưng rất là khó cắt. Nhưng con này cắt các bác cứ đưa đưa kéo như kéo cắt bình thường thôi. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Đây. À, cắt thử cho bác luôn này. Đây, đây, ở đây em cắt giấy nhá. Chứ còn các bác cắt tôn thì nó còn ngọt nữa. Đây này, các bác nhìn này. Cắt giấy nhá. Đây này. Đấy, các bác có thể là cắt uốn gợn các kiểu các cứng luôn, rất hợp lý nhá. Đấy, đây là cắt giấy các nhá, chứ còn các bác cắt tôn thì nó cứng còn dễ cắt nữa. Đó, cắt rất ngọt này, giấy này, cắt kia ngọt không, quá ngọt luôn. Đó, cực kỳ ok. Đấy, cái này bên em bán khá là nhiều rồi, lưỡi của nó thì siêu sắc bén. Đó, hàng của Kabushi Japan nhá, có phần khóa hãm này. Đó, lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo cắt tôn. Bên em đang gửi bác một cái cây kéo cắt tôn này, giá của nó sẽ là đi 160k một cây nhá. Đây, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kéo cắt tôn của Kabushi. Đấy, kéo cắt tôn. Giá của nó sẽ là 160.000 một cây. Đấy, 160k một cây. Giá rất hạt rẻ, dễ mua mà sản phẩm rất chất lượng luôn, cắt rất ok. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ lấy ốc gãy cũng của Kabushi này. Lên mã em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy nhá. Đấy, bộ lấy những cái đầu ốc gãy nhá, dùng rất là hay. Đây. Một bộ này sẽ gồm có là đi 5 cái đầu lấy ốc gãy. Đấy, nó thiết kế theo dạng là gian ngược. Đấy, khi mà các bác sử dụng này, các bác tạo một cái lỗ. Đấy, sau đó các bác đóng cái này xuống và bắt đầu là các bác cứ quay thôi. Đấy, quay thì nó dạng gian ngược, thì khi mà quay nó sẽ mút con ốc lên. Đấy, thì nó sẽ lấy những cái đầu ốc mà nó bị gãy lên. Đấy, thì một cái bộ này sẽ gồm có là 2, 4, 5 đầu nhá, từ to đến nhỏ. Đấy, đựng trong một chiếc hộp rất là nhỏ nha. Đấy, đựng trong chiếc hộp rất là gọn gàng nha, ok luôn. Đấy, đầy đủ các kích cỡ khác nhau luôn này. Đó. Lên mã em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy nhá. Đấy, bộ lấy ốc gãy đây này, nó có kích cỡ hết đây này, 1 2 3 4 5 này. Đó. À, bộ lấy ốc gãy, bộ này thì giá bình dân thôi, chỉ có là đi 30.000 nhá. Hàng của Kabushi. Đấy, lên mã em sẽ là cái bộ lấy ốc gãy nhá. Bộ lấy ốc gãy. Bộ lấy ốc gãy. Giá sẽ là 30k một bộ, 30.000 bộ thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đó. Đây các bác cùng xem cái video thực tế về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Không thể dùng tay hay kìm để vặn được. Lại đây tôi chỉ cho. Đầu tiên hãy cắt cho nó bằng phẳng, đánh dấu vào chính giữa. Xong rồi khoan sâu xuống chừng 5 ly là được. Dùng mũi tháo ốc gãy này, đặt nó vào đóng chặt xuống một chút. Sau đó dùng mỏ liết vặn ra là xong. Rất dễ dàng và nhanh chóng đúng không? Bộ tháo bộ lông ốc vít gãy 5 chi tiết đã có trong giỏ hàng. Bác nào cần thì bấm vào mua nhé.
Đấy, các thấy không? Các bác chỉ việc Bình thường thấy là rất khoan khó vào thế cái lỗ thôi nhỏ anh này. Đấy, sau đó các bác đóng cái dụng cụ lấy ông gãy nhem vào. Đấy, đóng cái bộ này vào này. Sau đó là các bác dùng một cái con cà lê và cái con kìm gì đấy các bác xoáy là nó sẽ theo dạng gen ngược là nó sẽ lôi lên. Đấy, các bác nhìn này, nó xoáy này. Đấy, xoáy là nó sẽ lên nhá. Xoáy lên rất dễ dàng luôn. Đây, đấy thấy không? Rất ok. Đấy, chuyên để các bác lấy những cái đầu ốc gãy nhá. Rất là hay luôn. Đấy, bộ dụng cụ lấy ốc gãy 5 chi tiết nha. Giá của nó sẽ là 30k bộ, hàng cũng của Kabushi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cây kìm cắt ống nước 42 nhá. Đấy, cái cây kìm cắt ống nước 42. Cây này thì bên em bán khá là nhiều rồi, cắt cực kỳ sắc bén luôn. Cái này thì các bác cắt ống nước từ ống tối đa của nó sẽ được là ống 42 nhá, tối đa là ống 42. Đấy thì về các bác chuyên để các bác cắt những cái con ống nước nhá. Đấy cho đây các bác cắt này. Đấy các bác chỉ việc bấm này. Đấy, nghe tiếng kêu rất thích nhá. Đó. Đấy bấm tạch cái ok. Đấy sau đó các bác lại tháo ra. Các bác lại bấm ok. Giá thì bình dân thôi, 100.000 một cây thôi nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái này là cây kìm cắt ống nước thôi nhá. Kìm cắt ống nước cỡ sẽ là 42 trở về nhá. Đấy, kìm cắt ống nước 42. Kìm cắt ống nước 42 này. Giá của nó sẽ là 100k một cây, 100.000 thôi. 100.000 một cái cây kìm cắt ống nước cỡ từ 42 trở về đây. Em sẽ lấy cho bác cắt thử cho bác này. Đấy em sẽ cắt mẫu cho bác coi nha đây. Đấy các bác chỉ việc cho này này. Sau đó các bác bấm nhá. Đấy các bác bấm dần dần. Dần dần này. Đấy dần dần. Đó, dần dần. Đó. Đây, để cắt lại bác coi nhá. Đó, các bác ngựa cho nó vào đúng cái mẫu của nó này. Đấy, bóp từ từ này. Bóp từ từ này. Đây nhá, em làm lại bác coi nhá. Vừa nãy cắt hơi lỗi đây. Các bác bập nó vào nha. Đấy cái phần đầu nhọn là nó sẽ bơm xuống trước này. Đấy nó sẽ bơm xuống trước, nó tạo thành một cái khe rãnh này. Đấy các bác bơm tiếp cho em. Đấy bơm tiếp này, nó sẽ ngập vào. Đó, thấy không? Rất ngọt ngào luôn. Đường ống cắt rất là mịn màng nhá, nó không bị ba via. Đấy cắt nó không bị ba via, bình thường là các bác cắt cưa này bị ba via rồi cắt ra ngọt. Đấy, cái phần đầu nhọn là nó sẽ khớp xuống trước này. Đó, hướng dẫn các bác cắt luôn nhá. Đấy, các bác nhìn cái phần đầu nhọn là nó sẽ khớp xuống trước đấy, nó ngập luôn này. Đấy, sau đó các bác bấm này. Đó rất ngọt ngào nhá. Đó, ok luôn. Đấy, mịn màng ngon lành nhá. Đấy, chuyên để các bác cắt ống nước. Kìm cắt ống nước 42, cỡ 42 nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ khóa số này. Đấy, bộ khóa số chữ U, lên mã thì em sẽ cái bộ khóa số chữ U nha, em báo giá luôn. Cái này thì bên em đang gửi bác giá thì rất là bình dân, chỉ có 70.000 một bộ thôi. Lên mã thì em sẽ là khóa số chữ U nhá. Khóa số chữ U này. Đó. 70k một chiếc này. Đấy con này nó khóa bằng mã rất là ok. Các bác không cần phải cầm chìa cầm chiếc các thứ lằng nhằng. Đấy mình chỉ việc là mang này đi. Đấy không cần chìa chiếc đâu ạ. Rất nhạy luôn. Đây lấy cho bác con. Đó, không cần phải chìa nữa nhá, nó khóa bằng mã, khóa bằng mã. Đấy thì khóa thì các bác ấn vào bình thường thôi. Đấy ấn vào bình thường nha. Đấy thì khi mà bên em gửi đến thì mặc định mật khẩu thì nó sẽ để là 4 số 0 nhá. Đấy thì khi mà các bác xoay về 4 số 0, các bác bấm vào đây cho em, bấm vào bên hông này, bấm vào cái nút này này. Đấy là tự động nó sẽ mở ra. Còn các bác muốn khóa là các bác ấn vào, sau đó các bác đảo cho em loạn số đi, đảo loạn số đi. Đấy là nó sẽ cứng ngắc luôn, không bấm được đâu nhá. Đấy, còn nếu mà các bác muốn mở thì các bác lại xoay cho em về số 0 nhá. Đấy, xoay cho em lần lượt về số 0 này. Đây. Đó, xoay lần lượt về 4 số 0 thẳng với lại cái vạch này này. Thẳng với cái vạch này, bấm cho em cái ra luôn, rất ok. Đấy các bác khóa cửa, khóa xe, khóa cộ không cần phải chìa nhá. Còn em hướng dẫn các bác luôn, các bác muốn thay mật khẩu nhá thì đây, hướng dẫn các bác mà các bác chú ý đoạn này này, để các bác xoay cho em cái các bác để cho em về đúng cái số mà nó đang mở khóa nhá. Đấy các bác xoay em cái này, xoay cái này. Đấy xoay cái này. Đó, xoay. Sau đó các bác ví dụ các bác đổi về 111 hết chẳng hạn này. Đấy, đổi hết về 1 nhá. Đây. À, 111 này thì các bác gióng thẳng cái này cho em. Đấy sau khi mà các bác đổi xong rồi thì các bác lại xoay cái này về. Đó, xoay lại xoay cái tay bên bên phải em này, xoay về. Xoay về nó thẳng chiều. Đấy là các bác đã đổi mật khẩu thành công nhá. Đấy bây giờ các bác khóa vào này. Đó các bác đảo số loạn lên này. Đấy đảo số loạn lên. Đảo số loạn lên các bác nhá. Đấy đảo số loạn lên. Đó, và bây giờ này các bác bấm này, không mở được nhá. Đấy ví dụ đây em đang để về cho về 0 nhá, là cái mật khẩu mặc định đầu tiên nhá, xem nó có mở được không nhá. Đó, cái đoạn này thì hơi dài dòng một chút, bác nào mà biết rồi có thể tua. Đấy bấm cái nó không ra nhá. Đây em chuyển về 1 hết này. Chuyển hết về 1 này, bấm cái này, ra luôn, rất ok nhá. Đấy, đấy là cái cách đổi mật khẩu nhá. Hướng dẫn lại các bác một lần nữa này. Đấy, bây giờ các bác muốn đổi về 0 này, các bác lại xoay cái nào cho em. Xoay cái tay bên phải này. Đấy các bác xoay tay bên phải nhá, xoay này. Đấy, sau đó là các bác đổi về 0 nhá. Đấy thì các bác lại đổi về 0, các bác chỉnh này. Đó, thẳng số 0 với nhau nhá. Đó, thẳng với cái vạch này. Lại xoay cái này về cho em, xoay về. Đấy là các bác đã đổi mật khẩu thành công. Ok có thế thôi.
Đấy. Cái này thì em khuyến khích bác nào mà chưa rõ lắm thì thôi, tốt nhất là đừng nên đổi mật khẩu. Đấy, tránh tình trạng là nhiều bác là đổi xong các bác bảo là chết rồi, quên mật khẩu rồi. Thì em cũng xin nói luôn là nếu mà quên mật khẩu thôi, chỉ có bỏ đi đâu ạ, không ở đâu. Đấy thì em các bác chú ý nhá, nếu mà về nếu mà nó mặc định 4 số 0 như này là các bác cứ thế các bác dùng luôn, không cần phải đổi, vì đổi đôi khi nó rất là rắc rối, nhỡ các bác quên mật khẩu nó rất là lằng nhằng. Thì mình cứ để mặc định là 4 số 0 như này. Các bác cứ xoay cho em loạn đi cái là bắt đầu là cứ thế là bắt đầu là nó là về là các bác sử dụng thôi, không cần phải ấy, không cần phải đổi hết cho lằng nhằng. Đấy, xoay này là cứng đơ luôn này. Đấy, còn nếu mà các bác muốn mở thì các bác lại về 4 số 0 cho em như lúc đầu. Thế là xong, bấm cái là ra luôn. Rồi, ok rồi nhá. Đấy đấy là cái hay của cái sản phẩm này, không cần phải chia trước gì. Đấy, nó khóa bằng mật khẩu nhá. Lên mạng cho em sẽ là cái khóa số chữ U. Đấy, bên em đang gửi bác giá sẽ là 70k một chiếc khóa chữ U nha, 70k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây sạc dự phòng nhá. Đấy, cây sạc dự phòng hàng của thương hiệu Takasio Made in Japan. Đấy, cây này thì bên em bán khá là nhiều luôn. Đấy, về các bác dùng để sạc cho điện thoại các thứ ok. Đấy thì bộ sạc này sẽ đi kèm là có dây luôn này. Đấy, có dây luôn nhá. Có 4 cái đầu dây luôn. Đấy, 4 đầu dây. Chân USB này và 3 cái đầu dây còn lại là những cái chân phổ thông nhất, chân có chân iPhone này, chân Lightning này, chân Samsung dạng chân đời mới, chân Type-C đấy, và chân đời cũ của nó là chân micro USB. Đấy thì các bác có thể là cắm trực tiếp bằng cái dây này các bác sạc cho điện thoại này. Còn nếu mà các bác không muốn cắm bằng cái dây này thì các bác có thể là cắm qua cái cổng USB của nó ở đây nhá. Đấy thì nó sẽ có cái cổng USB đây và một cái cổng Type-C nhá. Đấy thì sẽ có hai cổng ra và một cái cổng bên hông của nó thì sẽ là cổng sạc vào nhá. Đây là cổng sạc vào này, thì đi kèm thì sẽ có là một cái cọng dây cáp nha. Thì cái con này nó dùng cái nguồn sạc vào của nó là cái nguồn sạc 5V 2A nhé. Về các bác có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, là các bác cắm vô là các bác sạc được cho cái cục sạc này rồi. Đấy, không cần phải quá là cầu kỳ nhá. Đấy. Và ngoài ra một cái hay của sản phẩm này là nó có thể là sạc không dây nhá. Đấy thì về các bác có cái điện thoại đời mới nó hay có cái chế độ sạc không dây thì các bác để lên đây để các bác sạc không dây cho cái điện thoại của bác nhá. Đấy, em nói luôn là cái chế độ sạc không dây này đấy là trong trường hợp là điện thoại các bác hỗ trợ nhé, điện thoại các bác hỗ trợ sạc không dây, còn nếu mà không hỗ trợ là không sạc được đâu. Đấy, nhiều điện thoại đời cũ là nó chưa có đâu, chủ yếu là điện thoại đời mới thì bây giờ nó mới có sạc không dây nhá. Đấy thì nhiều khi nhiều bác về hỏi bảo là sạc không được, đấy thì đấy là do điện thoại các bác là có hỗ trợ hay không nhá. Đấy, còn nhiều là điện thoại là nó không hỗ trợ đâu, thì nếu mà sạc không dây không được thì mình có thể là sạc bằng có dây cũng được, ok luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái cây sạc dự phòng của Takasio Made in Japan. Đó, em báo giá luôn. Cây này thì hàng mới hộp luôn. Giá của nó thì sẽ là đi 230.000. Lên mã duy em sẽ là sạc dự phòng nhá, 230k. Và bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đó, 230k một cây sạc dự phòng, bao ship tận nhà nhá. Đấy, hàng rất ok luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái chai xịt RV7 này. Rất nhiều bác hỏi thì đây. Đấy, hàng tiếp tục về để phục vụ các bác trong dịp đầu năm này cho anh em thợ thuyền này, rồi các bác sử dụng gia đình. Cái dòng này thì nó là dòng RV7 dạng chất bôi trơn đa dụng nhá. Đấy, ví dụ như cái chỗ nào nó đang rỉ sét này, ốc vít các thứ này, rồi là khóa khoách các thứ, là những cái chỗ nào nó đang kẽo kẹt. Đấy thì các bác dùng cái dung dịch này các bác xịt vào cho em. Đấy, chi tiết máy rồi. Đấy, rồi là bôi trơn nhá, bôi trơn rất là nhanh luôn, bôi trơn rồi là ví dụ như là những cái chỗ con ốc các thứ nó rỉ sét thì các bác xịt cho nó vào cho nó dễ dàng, nó tháo ra các bác nhá. Đó, nó là chất bôi trơn đa dụng nhá. Đấy thì hay còn gọi là cái chai dung dịch xịt RP7. Đấy thì hiện tại em đang có hai mã là một mã chai to và một mã chai nhỏ này. Chai nhỏ này thì cái dung tích này của nó sẽ là 247ml. Đấy, và khi mà các bác mua thì sẽ có tặng kèm thêm là 25g. Đấy thì nhiều bác hỏi là cái tặng kèm thì nó để đâu, thì em nói luôn là hàng tặng kèm thì nó để luôn trong này chứ không để đâu. Đấy, chẳng nhẽ nó để bên ngoài. Đấy thì nó sẽ tặng kèm là bên trong chai luôn nhé. Bình thường là cái chai nó chỉ đến đây thôi. Đấy, khi mà tặng kèm thì nó sẽ cao hơn được một chút. Đó, đó thì về các bác chỉ việc là sử dụng các bác xịt thôi. Đấy, nó lắc đều sau đó các bác xịt nhé. Đó. Cái chai này là chai nhỏ. Chai nhỏ thì hiện tại em đang bán sẽ có giá là đi 35k nhé. 35k một chai. Đấy, 35k một cái chai RB7 mã chai nhỏ nha. Và nếu mà các bác muốn mua chai lớn thì chai lớn của nó giá của nó sẽ là 50k. Đấy, nó chênh nhau một ít. Đó thì tùy nhu cầu nhá. Chai lớn thì cái dung tích của nó sẽ là đi 350g, tương đương với là 493ml, gần 500ml nhá, gần nửa lít đấy. Hàng này thì bên em cam kết với bác luôn là hàng chuẩn chính hãng của RB7 nhá, hàng made in Thái Lan. Và khi mà các bác nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra mở test thử. Đấy, nếu mà hàng mà các bác xịt mà nó có mùi thơm như kiểu mùi nước hoa ấy, thì mới là hàng chuẩn chính hãng các bác nhá. Còn nếu mà không phải thì các bác cứ giả về cho em. Đấy, cam kết với các bác là
hàng chuẩn chính hãng 100% luôn, vì cái hàng này hàng nhái rất là nhiều đấy, nên là khi mà các bác mua hàng thì các bác cứ nhận hàng kiểm tra nhé. Đấy, hàng cam kết là chuẩn chính hãng luôn. Chai nhỏ thì sẽ là 35k và chai lớn thì sẽ là 50k nhá. Đấy thì các bác lấy chai nào thì cứ báo nhé em, lấy chai nhỏ thì báo nhé em, lấy chai lớn lấy báo nhé em nhá. Nhỏ 35, lớn là 50 các bác nhá. Xịt RB7 chất bôi trơn. Sản phẩm keo điện thì bên em vẫn còn hàng để phục vụ các bác nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái băng keo điện này, hàng bãi Nhật. Đó, cực kỳ xịn luôn. Em báo giá luôn, bên em đang bán một cuộn lẻ thì sẽ là một cuộn là 10k. Đấy, còn nếu các bác mua nhiều, mua cả cân thì mua cả cân thì giá nó sẽ tốt hơn. Mua cả cân thì 1kg thì 1kg thì sẽ là 80k 1kg. Đấy, các bác lấy nửa ký là 40.000. Đó, tùy nhu cầu nhá. Có thể lấy nửa ký hoặc có thể lấy cả ký. Hoặc là các bác mua lẻ dùng ít thì mình có thể mua một cuộn được. Một cuộn là 10.000. Đấy, 1kg là 80.000. Còn các bác có thể lấy nửa ký thì là 40.000 các bác nhá. Đấy, dòng băng keo điện hàng bãi nhá. Nếu mà các bác mua thì bên em sẽ bốc xô các bác lẫn lộn nhá. Hàng này thì em nói luôn là hàng nó sẽ có cuộn to, cuộn nhỏ, cuộn dày, cuộn mỏng, cuộn lớn, cuộn bé lẫn lộn. Nhưng mà được cái là cái dòng băng keo rất là đặc trưng là siêu dính, đấy, siêu dai, đấy, và siêu mỏng nhá, dùng rất là thích luôn. Các bác nhìn này, cái phần lõi nó rất là mỏng này. Đấy, bình thường là các bác mua những cuộn băng keo có lõi rất là dày, nhưng con này là lõi rất là mỏng nên là nó được rất là nhiều băng keo, đấy, được rất nhiều băng keo nhá. Nói chung là tính về kinh tế cái này rất là tiết kiệm và tiết kiệm chi phí rất là nhiều luôn. Đấy, cho anh em thợ thuyền cuốn dây điện ở trước này, các bác cuốn cây cảnh các thứ cũng mua rất là nhiều bên em này. Đó, 1kg là 80.000 nhá, 1kg là 80.000, lấy nửa ký là 40. Các bác lấy lẻ một cuộn một thì bên em đang bán các bác là 10k một cuộn nhá. Bán lẻ một cuộn là 10k. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bọc thức ăn này. Lên mã em sẽ là cái bọc thức ăn nhá. Em báo giá luôn. Bên em đang bán một cái bọc 100 cái này, giá chỉ có 10.000 thôi. Bọc thức ăn này, đấy, bọc thức ăn nhá. Một túi này là 100 cái, giá sẽ là 10k một túi nhá. 10.000 một túi, giá rất hạt rẻ, bình dân dễ mua. Đây. Thì bên trong nó sẽ gồm có 100 cái bọc nhỏ này. Về các bác chuyên để các bác bọc thức ăn, bảo quản thức ăn rất tiện. Đây, nó là những cái bọc này. Và ở đây nó có sợi chun co giãn này. Đấy, bình thường ví dụ như em đang có một cái bát thức ăn ở đây. Đấy, em muốn bọc lại để bảo quản, ví dụ các bác để vào. Đấy, để vào để lên mâm bà nó không bị ruồi bâu thứ này. Rồi là không bị vi trùng vi khuẩn nó vào này. Rồi là ví dụ như là các bác để trong tủ lạnh, bảo quản trong tủ lạnh mình đậy vào. Đấy, để nó không bị mất mùi mất vị thức ăn, rồi nó không bị bay mùi ra tủ lạnh nhé. Thì các bác mua cái này về các bác chụp vào. Đấy, chụp vào rất ok. Căng đét lên luôn này. Đấy. Cái này thì bát này bát to nhá. Còn nếu mà không thì các bác muốn dùng bát còn có lại bát to nữa vẫn dùng luôn. Thì cái này nó đây này, cái này nó co giãn này. Đấy, cái này nó có thể là co giãn nhá, nên là bát to bát nhỏ là các bác vẫn có thể chụp hết luôn. Đó. Một túi này là 100 cái nhỏ nhỏ nha. Đấy, 100 cái chụp nha. Đấy, 100 cái chụp này. Và cái này thì nếu mà các bác dùng cẩn thận có thể dùng được nhiều lần luôn. Đó. Lên mã như em sẽ là cái túi bọc thức ăn nhá. Một túi bọc thức ăn này là 100 cái. Đây. Nó cứ nhỏ nhỏ hết này. Đấy, thì các bác cứ dùng đâu các bác lấy đến đấy. Còn không thì các bác cứ treo lên nha, treo lên nha. Đó. Bọc thức ăn nhá, túi bọc thức ăn bọc một túi là 100 cái với giá chỉ có 10.000 thôi. Giá rất hạt rẻ, bình dân, dễ mua. Đấy, nói chung là cái sản phẩm này nên mua, các bác mua về sử dụng cho gia đình nhà mình. Bọc bảo quản thức ăn các thứ là rất hợp lý luôn. 10k một túi nhá, cứ bán 10k một túi nha. Là một túi này là 100 cái này. Tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ set thìa vàng mạ vàng 24k nhá. Đấy. 9 số 4 rất ok luôn. Đây, một set thìa mạ vàng cực kỳ đẹp, nó sẽ gồm có là 2, 4, 6 cây nhá, 6 cây với giá thì rất là bình dân, chỉ có là đi 30.000 một set này thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái set thìa vàng. Đó, một set này thì em báo giá luôn, đang gửi bác một set thìa vàng đẹp nha, chỉ có 30.000 thôi. Đấy, lên mã em sẽ là set thìa vàng 6 cây nhá, 30k một set nhá, 30k một set. Đây, nó sẽ mạ vàng rất đẹp nha. Đấy, mạ vàng rất đẹp này. Đó, thì sẽ gồm có 6 cây, về các bác sử dụng cho cả gia đình nhà mình ăn, ở các cháu thì mình ăn uống cái thứ rồi. Đấy, mình ăn ok luôn. 2, 4, 6 cây này. Cái phần đầu đó thì làm kiểu dạng giả đá này, vân vân giả đá rất đẹp luôn nhá. Đó, 6 cây chìa này mà giá chỉ có 30.000 thôi, giá rất hạt rẻ luôn. Đấy, mới keng beng luôn nhá, mới luôn các nhá, chứ không phải hàng cũ đâu nhá, hàng mới luôn đấy. Hàng thìa mới keng luôn đấy. Hàng kiểu dạng hàng thanh lý siêu thị nhá. 30k một set nhá, 30k một set thìa vàng 6 cây nhá. Đấy, 30k một set thìa vàng 6 cây. Đó là cái dòng cưa dây. Hôm nay em sẽ xả luôn cái mã luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 40.000 một cái sợi cưa dây này. Hôm nay em về cho bác mức giá mới chỉ có 20.000 một sợi thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cưa dây này. Đấy, cưa dây. Cưa dây nhá. Đấy, này là dạ sợi cưa nhá. À, nó là sợi dây nhưng mà nó có những cái lưỡi cưa nên là khi quá sử dụng rất là hay. 20k nhá. 20k một cái sợi cưa dây này. Dùng rất tiện dụng này. Về các bác sử dụng anh em thợ điện nước này. Rồi là các bác sử dụng cưa những cái chỗ vị trí khó. Bình thường là những cái con cưa to các bác không lách vào đâu, nhưng mình cái con này nó là dạng cưa dây nên là các bác luồn lách vào những cái vị trí khó các bác cưa nó rất là tiện nhá. Đấy, cưa gỗ này, cưa
cưa ống đường ống nước các thứ này rất tiện dụng luôn. Đây ở đây nó có những cái mắt lưỡi này rất sắc luôn đó, các bác luồn vào, sau đó là các bác là móc hai tay vào cái móc này, sau đó các bác kéo đi kéo lại cho em. Đấy, kéo đi kéo lại là ok luôn đó. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sợi cưa dây nhá. Đấy, sợi cưa dây bên em đang gửi bác một cái sợi cưa dây này, như này là 20k một sợi thôi, chỉ có 20.000 hôm nay em xả kho sập sàn cái mã luôn. Đấy, để các bác chốt nhanh. 20k mua về sử dụng rất hay. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem này. Kéo gặp những ta như này thì chỉ có bó tay thôi, nhưng em cưa dây bé hạt tiêu này thì lại xử lý ngon ơ luôn. Đấy, những cái vị trí khó này bình thường là các bác không thể lách kéo đấy kia một đâu, nhưng mà con này các bác cho vào các bác. Đấy, các bác kéo này. Đấy, kéo rất ngon luôn nhá. Đấy, những cái vị trí khó góc này, những cái con ống nước thứ ở những cái góc tường bình thường là máy cắt không phải lách được đâu, nhưng con này là nó làm được luôn. Đấy, các bác lách vào các bác kéo cưa cắt cho em nhá. Đường ống nước các thứ là anh em thợ điện nước các bác sử dụng gia đình này, cưa gỗ cưa các thứ này. Đấy, những cái chỗ to này thì không thể bao giờ lách vào được mà cắt đâu, chỉ có dùng cái cưa này thôi, nên là dùng rất là hay nhá. 20k một cái nhá, 20k một cái sợi cưa dây này, 20k lên mã giúp em sẽ là sợi cưa dây nhá, 20k. Rồi cái mã tiếp theo em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái nắp cống đồng. Hôm nay em xả luôn cái mã này luôn. Bữa trước đang bán bác là 70.000, hôm nay về bác mức giá rất dễ mua, chỉ cần có là đi 40k thôi. 40k lên mã giúp em sẽ là cái nắp cống đồng. Cái này thì sẽ có chức năng là chắn mùi này, rồi là chống côn trùng nó chui lên từ đường cống nhá. Đây thì nguyên lý động của nó thì về quá cứ cho vào cái nắp cống như mình bình thường. Đấy, bình thường là nước xả thì đây nó sẽ gạt cái lẫy này thì nó sẽ chảy nước xuống bình thường, còn khi mà bình thường nó sẽ đóng kín lại nhà. Đấy, mùi hôi là nó sẽ không bốc được nhá. Thứ hai là côn trùng có thứ là nó không chui từ đường cống được, rất là kín luôn. Đấy, mà cái sản phẩm này 100% là bằng đồng thau nên là về các bác dùng cũng rất là bền. Đấy, bình thường là các bác để này là nó sẽ đóng kín luôn. Đấy, đóng kín luôn. Đấy, khi mà con nước chảy thì nó sẽ mở cái van này ra. Đấy, còn không thì nó sẽ đóng lại. Đấy, đóng kín như này rất hay. Đó, nắp cống đồng chắn mùi nhá. Đấy, 100% là đồng thau nguyên khối luôn, dùng rất là bền. Giá bên em đang gửi bác giá rất tốt luôn, 40k một bộ này các bác nhá, 40k một cái bộ này. Cái này thì đường kính của nó từ đây sang đây là 4cm nhá, 4cm. Đi về các bác xem cái nắp cống cho mình xem, vừa là bác mua về lắp vào rất hay. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Khi sử dụng van ngăn mùi hôi bằng đồng như này nhá các bác nhá, có thể lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính đấy các bác nhá. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối, đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại, ngăn chặn mùi hôi côn trùng chui lên từ ống cống nhá các bác nhá. Đấy, khi mà có nước là nó sẽ xả bình thường, còn không thì nếu mà không có nước là nó tự động nó sẽ đóng lại nhá, rất là hay. Lắp cho ống cống từ 4cm đến 6cm đường kính đấy các bác nhá. Ngăn chặn mùi hôi tuyệt đối, đóng mở nước tự động, khi có nước thì sẽ mở ra và khi hết nước sẽ đóng lại, ngăn chặn mùi hôi côn trùng chui lên từ ống cống nhá các bác nhá. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, dùng rất là thông minh luôn. 40k một chiếc nhá, 40k một cái chiếc nắp cống đồng chắn mùi nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn mã xả luôn bác kia, đó là cái dòng búa vàng mini này. Đấy, một cái cây búa rất là nhỏ nhỏ xinh xinh này, về các bác hay gò gõ những cái dạng chi tiết nhỏ rồi anh em cũng như là thợ kim hoàn những thứ rồi. Đấy, cần những con búa nhỏ này để các bác gõ gò này rất hay. Đấy, cái con này thì nó đa năng, ngoài chức năng là búa thì nó bên trong này. Đấy, các bác mở ra thì bên trong nó còn có cả những cái cây tô vít nhá. Đấy, mấy cái đầu tô vít cơ, đầu cộng này. Đấy, đầu cộng đầu trừ có đủ cả luôn nhá, đầu ba ke này, đầu dẹt này đó, rồi là đầu búa này. Đấy, thì khi mà lắp vào bình thường là nó sẽ thành một chiếc búa, còn nếu mà các bác muốn tháo ra, các bác muốn dùng tô vít thì các bác tháo nó cho em. Đấy, thì nó sẽ thành những cái cây tô vít nha, nhỏ nhỏ như xinh này để các bác tháo nhá, rất tiện dụng luôn đó. Thì lúc nào mà dùng búa thì các bác lắp vào, lúc nào mà muốn dùng tô vít thì các bác tháo ra. Đấy, bên trong là nó có, bên trong này là nó có đầy đủ cả đầu vít các thứ bên trong hết luôn. Đấy, đây rất nhỏ gọn này, một cái đầu bằng này, một cái đầu nhọn nhọn này, các bác gò gõ những cái đồ nhỏ nhỏ là xinh xinh ok. Báo giá bác luôn, bữa trước bên em đã gửi bác là giá một cái cây búa vàng mini này, bữa trước đang bán là 100, hôm nay em xả bác mức giá rất dễ mua luôn, chỉ có 60k một cây thôi. Đấy, búa vàng mini nhá, 60.000 một cây. Đấy, hai đầu gõ gõ rồi là có cả đầu vít bên trong luôn nhá. Đấy, ba đầu vít luôn, đầu ba ke, đầu dẹt có đủ luôn, 60k một cây nhá, một chiếc búa rất là hay. Đấy, về các bác sử dụng, anh em thợ thuyền dùng ok luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ bấm ống Đức M3 này, hàng bên em tiếp tục hàng về này. Đấy, bộ bấm ống Đức M3, bộ này thì bữa trước nhiều bác hỏi nhưng mà đang bán hết hàng, thì đây hôm nay hàng tiếp tục về nhá. Bộ này thì giá đợt này cũng đang xả kho chỉ còn có 100.000 một bộ thôi, bữa trước đang bán là 130.000 đấy. Đợt này về cho bác mức giá rất dễ mua luôn, 100.000 một bộ nha. Đấy, lên mã nha, sẽ là cái bộ bấm ống Đức M3. Đấy, 100k một bộ. Đây, một bộ thì mới keo nguyên hộp nha, đựng trong một chiếc hộp nhôm rất là đẹp. Đấy, logo thương hiệu của Nguyên Linh này. Đấy, Nguyên Linh của Đức nha. Thì bên trong thì sẽ gồm có là ba cái bấm móng, một bấm móng to. Đấy, một dạng rất là to luôn này. Đấy, đây logo Nguyên Linh này, chắc chắn chất lượng, cầm một chiếc bấm móng nặng trịch luôn. Một chiếc thứ hai là chiếc nhỏ nhỏ này, và một chiếc thứ ba là một chiếc bấm móng khéo nhá. Đấy, cái này thì chuyên các bác sử dụng bấm những cái
khỏe móng chân móng tay rồi các bác dùng cái con chéo này cho em này, các bác xà này. Đấy, chắc chắn chất lượng lắm, sắc bén vô cùng luôn, cắt cực kỳ ngọt, riêng cái dòng Đức này yên tâm rồi, cắt rất là ngon nhá. À, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ bấm móng Đức M3 nhá, cái bộ M3 đi. Bộ này thì bên em đang xả cho các bác giá là có 100.000 bộ thôi, 100k một bộ nha. Đấy, mới nguyên hộp luôn, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Đấy, rất đẹp luôn đây, một bộ đấy nha. Đựng trong một chiếc hộp nhôm cũng rất ok. Đấy, hộp nhôm có đủ cá luôn nhá. Là 100k một bộ nhá, mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ bấm móng Đức M3 3 móng nhá, là 100k một bộ nha. Sản phẩm tiếp theo thì một số cái mã hàng về dòng thuốc bên em thì đây, lên luôn cho bác cái hũ cao ngựa này, một hũ này là 30g nhá, chuyên cho bác trị nứt gót chân. Đấy, rồi bác nứt nẻ khô da chân tay, các bác mua cho em cái loại về bôi. Chất chất 100% từ cao ngựa nhá, nên về các bác sử dụng yên tâm, rất là an toàn và sử dụng rất hiệu quả luôn. Đấy, đây nó là dạng kem bôi này, đấy nó là dạng kem bôi. Đấy, thì về các bác cứ sử dụng này, các bác bôi trực tiếp vào gót chân gót tay, những cái chỗ nào nó đang bị nứt nẻ chân tay, bị khô da nhá, các bác bôi cho em rất nhạy luôn. 20k một hũ nhá, 20k một hũ này thôi, lên mã cho em sẽ là cái hũ cao ngựa nhá, trị nứt gót chân tay. Đó, 20k đây, cao ngựa này, đấy lọ cao ngựa nhá, 20k một lọ thôi, 20k một lọ. Cái này bên em bán khá là nhiều, mùi thơm thoang thoảng mà dưỡng ẩm rất là tốt nhá. Đấy, đặc biệt là bác nào đang nứt nẻ chân tay, nứt gót chân các thứ nào, các bác bôi cho em đấy, khỏi luôn, rất nhạy luôn đây. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đau lắm không đi được, dùng mấy loại lên rồi mà không có thấy đỡ thì chút nào hết á. Em đau quá mới cầu cứu nhỏ bạn, thì nó mới chỉ cho cái sếp kèm giảm nước gót chân này đây. Mặc quá em cầu về tài thử liền, tưởng không đỡ, ai dạy đỡ không tưởng mọi người ơi. Gót chân em nó mềm mà còn hồng hào hẳn ra nữa. Mấy vết nước thì nhỏ và mờ đi trông thấy. Và nhất là em không cần thấy đau đớn mỗi khi đi lại chạy nhảy nữa. Giờ ai gặp em cũng hỏi dùng sản phẩm gì mà hay dữ vậy, cho xin bí quyết các kiểu. Em nói thật là em chỉ dùng mỗi túi kem giảm nước gót này thôi á. Mùa đông trời khô lạnh, anh chị nào mà gót chân bị nước nhẹ giống em thì bấm vào mua ngay để xài thử lên này nha, không làm anh chị thất vọng đâu. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, lọ cao ngựa trị nứt gót chân, trị khô da, đấy nứt nẻ chân tay nhá, 20k một cái lọ cao ngựa nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lọ thuốc bôi bọ cạp này. Đấy, cho bác nào hay đau nhức xương khớp này, đấy, rồi là các bác đau người, các bác mua về bôi nhá. Chiết xuất thì thành phần ví dụ như là bọ cạp này, rắn này, rồi là rết này. Đấy, rất là hiệu quả luôn. Một típ này là 20g, nó là dạng thuốc bôi, dạng thuốc kem bôi nhá. Đấy, đi về đau nhức xương khớp, đau người, đấy về các bác mua cái típ này về các bác bôi. Cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy, mà giá nó cũng rất là bình dân, hàng rẻ luôn. Chỉ có là đi 30k một típ thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái thuốc bôi bọ cạp nhá. Đấy, thuốc bôi bọ cạp. Thuốc bôi bọ cạp nhá, trị đau nhức xương khớp, đau người. Đấy, 30k nhá. 30k một típ thuốc bôi bọ cạp này. 30k một típ. Một típ này là 20g. Đấy, nó là dạng thuốc kem bôi nhá. Đấy, rất hiệu quả và bán rất là nhiều. 30k một típ nhá, thuốc bôi bọ cạp. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái này là cái thuốc ngứa này. Cũng nhiều bác hỏi cái thuốc ngứa ông già lắm này. Cực kỳ nhạy luôn, là bán cũng rất là nhiều. Đấy, nói chung là những cái dòng thuốc bên em thì các bác yên tâm về chất lượng đi. Đấy, bên em tuyển những cái thuốc mà nó phải có tác dụng. Đấy, dùng các bác thấy ok. Đấy, nói chung là cái này em bán cực kỳ nhiều, có những bác mua một phát là 20 típ luôn, về phát cho cả nhà. Đấy, vì nhiều bác rất hay bị ngứa. Đấy, nhiều bác bị ngứa này, rồi là nấm này, hắc lào, lăng ben, các bác bôi cho em cái loại này cực kỳ ok luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái típ thuốc ngứa nhá. Một típ này thì cũng giá bình dân thôi, chỉ có 20.000 một típ thôi nhá, 20k. Đấy, thuốc ngứa hình ông già này, 20k nhá. Một típ này của nó sẽ là 15g. Đấy, 15g. Giá thì hạt rẻ là 20k. Đấy, nhiều bác chắc là nhiều bác biết cái thuốc ngứa xanh này rồi, mà em cũng bán, mà do các bác cảm ơn các bác là các bác cũng giới thiệu giúp em, nên là em bán rất là được nhiều luôn. Đấy, các bác giới thiệu bảo là thuốc này bôi rất ok, bôi vào cảm giác nó mát, nó dịu mà nó hết cơn ngứa luôn. Đấy, một típ này là 15g nhá. Đấy, một típ là 15g, nó là dạng thuốc bôi thuốc ngứa nhá. Đấy, thuốc bôi ông già, thuốc bôi ngứa ông già. 20k một típ thôi nhá, 20k một típ thuốc bôi ngứa ông già nha. 20k thôi, giá rất bình dân hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất nhạy luôn. Đấy, bán rất nhiều rồi. Đó, lên mã cho em sẽ là thuốc ngứa ông già nha. 20k một típ nha. Tiếp theo thì là thuốc trĩ này. Đấy, cũng nhiều bác hỏi em thuốc trĩ này, thì đây, có thuốc trĩ luôn. Thuốc trĩ thì cũng là 20k luôn nhá, thuốc trĩ cũng bán rất là nhiều. Đấy, thuốc trĩ cũng là dạng thuốc bôi ngoài da nhá. Đấy, thuốc mua cũng là thương hiệu ông già luôn. Cũng 20.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc trĩ. Đấy, thuốc trĩ nhá. 20k nhá, 20k một cái típ thuốc trĩ nha. Đấy, 20k một típ thuốc trĩ. Nhiều bác hỏi là thuốc bên em thì còn hạn sử dụng không, thì các bác yên tâm nhá, đết vẫn còn rất là dài. Đấy, ví dụ như là cái sản phẩm này này, đết của nó là đến là đi 2025 này này. Đấy, 2025 nhá, nên là có yên tâm nhá. Toàn những cái dòng thuốc đết dài thôi, nên là các bác yên tâm về chất lượng. Và bên em tuyển chọn rất là kỹ, lựa chọn rất là kỹ. Đây là
típ thuốc trĩ nhá, một típ này là 20g đó, cái này thì chuyên cho bác bôi trĩ ngoài da đó, chuyên cho bác bôi trĩ ở ngoài nhá. À, bôi rất là nhạy luôn, bán rất là nhiều, 20k một típ thôi, lên mã giúp em sẽ là thuốc trĩ nhá, 20k một típ, cũng thương hiệu hình ông già. Rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái thuốc xịt xoang. Đấy, nhiều bác hay bị viêm xoang, viêm mũi dị ứng này. Đấy, rồi là dị ứng thời tiết các thứ này, các thứ hoặc là mũi miếc các thứ là nó không thông, thì các bác mua cho em cái loại này về các bác xịt. Đấy, cái này là thuốc xịt xoang nhá. Đấy, cái này thì date của nó đến 2025 luôn này. Cái này thì giá của nó sẽ là đi 40k một lọ nhá, 40k. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc xịt xoang nhá, thuốc xịt xoang mũi nhá, chuyên cho các bác xịt xoang mũi. 100% thành phần từ thảo dược thiên nhiên này. Đấy, 100% thành phần từ thảo dược thiên nhiên. Đấy, cái này thì xịt rất là ok luôn, xịt phát là thông mũi mát họng luôn. Cái này đi thoảng em cũng xài mà. Đó, dùng thích lắm. Nó là dạng xịt nhá, thì về các bác chỉ việc là cho vào lỗ mũi các bác bóp cho em. Đấy, bóp là sẽ xịt ra có thế thôi. Đấy, dạng bóp này, cứ thế cho lỗ mũi các bác bóp, bóp cho em là nó sẽ xịt ra có thế thôi. Dùng rất dễ xài, dễ sử dụng luôn. À, một cái lọ này là 40k một lọ nhá, 40k một lọ, lên mã giúp cho em sẽ là thuốc xịt xoang mũi nhá. À, thuốc xịt xoang mũi nhá. Một chai này là 20ml. Đấy, dung tích là 20ml, chuyên cho bác xịt xoang mũi là 40k một lọ nhỉ. À, nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai thành phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi, thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k. Một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ típ keo đa năng bên em đang bán một lọ típ keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một típ keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính normal nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polykia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200m các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra có thể được cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy độ sáng nó kinh khủng nha.
Đấy, giờ tí nó sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách nha. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng, kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kèm sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm ở đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Nó cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời ấy, các bác dùng cái con này. Đấy, picnic như là hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay. Rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay. Rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích thước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9 cm rưỡi gần 10 cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10 cm, bản rộng khoảng là 10 cm. Chiều cao này. Chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá. Chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. À, đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này. Hai chế độ sáng này. Đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này. Sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để và quay cho bác xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá. Đấy, bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này các bác nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần. Hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy. Đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương, cứu hỏa đấy. Thì hai con nháy kiểu đèn này gọi là đèn, nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo. Rồi, đó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này. Nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá. Cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá. Để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào. Dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn. Cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này các bác nhá. Để mà nói thì cái con này, trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này. Sáng rộng và nó sáng xa các bác nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa các bác nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn này thôi. Các bác nhìn này. Cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá. Sáng rất rộng luôn này. Sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này. Nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá. Đây này, các bác nhìn này. Bờ ruộng, bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây. Đấy, sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này. Đây, các bác nhìn cái bụi chuối này. Sáng kinh khủng không các bác? Sáng kinh khủng không? Sáng dã man luôn. Đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây. Các bác nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi
soi chim, soi cò, rồi soi trên cây này, sáng dã man luôn rồi nhá. Đây này, ấy sáng kinh khủng, mà cái pha của nó rộng nhá, pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá, đấy nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng, các bác kiểm tra đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn, nếu các bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này, em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn, riêng với cái dòng đèn pin này, bởi vì nó quá sáng luôn nhá. Đấy rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy cũng rất là sáng nhá. Đấy thoải mái, các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy rồi đây là ở phần bên này. Đấy em sẽ bật bên này chưa. Đó bật bên này. Đấy bật bên này các bác nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy rất là rộng nhá. À con này đây, em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này, và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này, các bác làm chiếu hai bên, đấy có thấy chưa? Đấy nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy sáng hai bên này luôn này. Đấy rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin em đang đi này. Đấy các bác nhìn này. Đây. Các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Đấy. Đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá. Đây. Sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây. Các bác nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nháy cảnh báo biết này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này. Ui giời. Dã man luôn nhá, một cái con đèn nó. Em phải công nhận nó sáng, mà nó sáng rộng luôn nhá. Đây. Đây em sẽ bật cái cam rộng cho bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy. Bật cái cam rộng luôn nhá. Đó, đây. Đây, đấy. Sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó đây. Bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá, mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy là về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu, đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ. Giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu, đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.